chào các bạn đã đến với kênh của vân trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 50 quy luật của vũ trụ liệu bạn có tin rằng chiếc áo cũ mà bạn mua lại từ người khác vẫn còn ghi nhớ năng lượng của người chủ trước đó hay không liệu bạn có tin vào sự tồn tại của trực giác giác quan thứ sáu hay thần giao cách cảm hay không liệu bạn có tin rằng việc bạn sinh ra ở đâu bạn được sinh vào một gia đình như thế nào đều đã được tính toán từ trước rồi hay không bạn có biết rằng mọi thứ đều xảy ra vào đúng thời điểm hoàn hảo nhất của nó theo đúng trật tự mà nó cần phải xảy ra hay không bạn có biết điều mà bạn không thích ở người khác cũng chính là điều mà bạn ghét ở bản thân mình hay không bạn có tin vào nghiệp báo không bạn có biết rằng bạn sẽ tạo ra sự liên kết nghiệp báo khi bạn lên giường cùng với một người hay không bạn có biết rằng mỗi cá nhân khi đến với kiếp sống này đều đã được vũ trụ trao tặng cho bốn món quà để giảm nhẹ hoặc hóa giải nghiệp báo của mình hay không? Bạn có biết vì sao một số người đi đến đỉnh cao của thành công rồi cuối cùng thất bại và mất tất cả hay không? Điển hình gần đây nhất có thể kể đến như chủ tịch tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh hay Vạn Thịnh Phát. Bạn có biết rằng dù bạn có cố gắng sống tốt đến mấy thì bạn vẫn phải trải qua một vài biến cố trong đời hay không? Bạn có biết rằng vẫn còn một ngoại lệ có thể giúp bạn thoát khỏi sự an bày của vận mệnh hay không? Bạn có biết rằng khi bạn thực hiện một nghi lễ, có thể là lễ tạ ơn, lễ rửa tội, lễ vu lan hay lễ cúng ông táo, nghĩa là bạn đang kết nối với năng lượng của hàng triệu người đã thực hiện nghi lễ này trước đó hay không? Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao nhiều người bẩm sinh đã luôn tích cực, vui vẻ, hoạt bát, trong khi những người khác lại luôn câu có, ưu tư, phiền muộn? Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có một số người bẩm sinh đã được nhiều người tôn trọng và yêu quý trong khi một số khác lại luôn bị đánh giá thấp hay không? Nếu bạn đã trả lời được hết tất cả những câu hỏi trên, thì đây không phải là video dành cho bạn. Ngược lại, nếu bạn vẫn chưa có đáp án ngay bây giờ, thì chắc chắn đây là một video mà bạn nên xem. Bởi vì mỗi một câu hỏi trên sẽ gắn liền với một hoặc một vài quy luật mà Văn chuẩn bị chia sẻ với các bạn trong video này. Không những vậy, khi hiểu về 50 quy luật này, bạn sẽ biết cách vận dụng sức mạnh của vũ trụ để cải thiện mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình từ tình yêu tiền bạc sức khỏe cho đến phát triển tâm linh đời sống tinh thần và bình an nội tâm có lẽ các bạn cũng đã từng nghe câu trong hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ những người ta gặp không một người nào là ngẫu nhiên sống trên đời này mọi chuyện xảy ra với chúng ta đều có nguyên nhân cả sự vô minh là khi một chuyện bất như ý xảy ra bạn không hiểu được vì sao nó lại xảy ra như vậy tại sao không xảy ra với người khác mà lại xảy ra với mình tại sao không xảy ra vào một ngày khác mà lại xảy ra vào đúng hôm nay tại sao không xảy ra ở một nơi khác mà lại xảy ra ở nơi này việc bạn không hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra theo cách như vậy đó chính là sự vô minh ngược lại khi bạn hiểu được rằng tất cả mọi chuyện như ý hoặc bất như ý đang xảy ra với bạn chính là nguyên nhân của một tổ hợp các quy luật của vũ trụ bạn có khả năng gọi tên được những quy luật này từ đó đưa ra cách giải quyết hòa hợp và thuận theo các quy luật thì đó chính là sự tỉnh thức trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta giống như một con thuyền trên sông vậy. Bản thân chúng ta chính là chiếc thuyền, dòng chảy của nước, hướng của gió, ngày và đêm chính là những quy luật của vũ trụ. Người tỉnh thức là người biết tận dụng dòng chảy của nước, lực đẩy của gió và ánh sáng của mặt trời để đưa con thuyền của mình đi đúng hướng với sự thông thả, an nhàn và ít nỗ lực nhất. Ngược lại, người vô minh là người không hiểu hoặc không quan tâm đến những quy luật của vũ trụ có thể họ đang bơi ngược dòng hoặc đi ngược hướng gió mà không hề hay biết thay vì nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng vào buổi tối thì họ lại chọn cách bơi trong màn đêm mờ mịt và rồi lại tự hỏi vì sao cuộc sống lại khó khăn như vậy vì sao người khác làm gì cũng thuận lợi dễ dàng còn mình làm gì cũng trầy trật khó khăn không như ý thì đó là lý do vì sao chúng ta cần tìm hiểu về những quy luật của vũ trụ trước tiên để giúp các bạn dễ hiểu hơn trong quá trình xem video thì văn sẽ giải thích một số thuật ngữ phổ biến được dùng trong video này một định nghĩa về sự hài hòa hòa hợp và đồng điệu trong quá trình xem video nếu như các bạn nghe đến những từ như hài hòa hòa hợp hay đồng điệu thì đó là trạng thái mà thân tâm trí của chúng ta có sự hòa hợp thành một với vũ trụ bạn là vũ trụ vũ trụ cũng chính là bạn nếu giải thích theo luật hấp dẫn thì đây là trạng thái mà khi đó rung động của bạn có cùng tần số với rung động của vũ trụ. 2. Định nghĩa về pháp. Trong tiếng Phạn, pháp có nghĩa là hướng đi đúng đắn, bổn phận chính đáng hoặc sống đúng đắn. Nhưng khái niệm về pháp có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều so với cách dịch trực tiếp của nó. Về cơ bản, pháp có nghĩa là mục đích của bạn trong cuộc sống này. Nó là tiếng gọi từ sâu thẳm bên trong con người bạn là sứ mệnh mà bạn được giao phó để hoàn thành trong kiếp sống này. 3. Định nghĩa về siêu hình học. Siêu hình học hay metaphysics là môn học nghiên cứu về những nguyên lý căn cốt nhất của sự tồn tại, căn tính của sự vật, sự biến dịch, quan hệ nhân quả, không gian và thời gian, tính tất yếu, vân vân. Khi bạn đặt ra những câu hỏi như tại sao sự vật lại tồn tại? Cuộc đời này có số phận tiền định hay không? Số phận là gì? nếu linh hồn tồn tại sau khi con người chết đi thì linh hồn sẽ đi về đâu ý nghĩa của cuộc đời là gì thế nào mới gọi là sự công bằng thì đây là những câu hỏi có liên quan đến lĩnh vực siêu hình học và cuối cùng định nghĩa về sự biểu hiện và hiện thực hóa trong video này nếu các bạn nghe đến những từ như biểu hiện hoặc hiện thực hóa thì nó có ý nghĩa là biến những gì mà chúng ta suy nghĩ hình dung tưởng tượng trong tâm trí trở thành hiện thực thì trên đây sẽ là một số thuật ngữ thường được dùng trong video này. Trong quá trình xem video, nếu có từ nào các bạn nghe chưa rõ hoặc do văn phát âm tiếng Anh chưa chuẩn thì các bạn có thể đọc lại bài viết trên website của văn. Văn sẽ để link của bài viết trong phần mô tả của video. Các bạn hãy lưu ý về cách sắp xếp những quy luật trong video này. Đối với 30 quy luật đầu của video, thường là những quy luật gần gũi với chúng ta và các bạn có thể phát hiện ra nó trong cuộc sống hàng ngày của mình. 20 quy luật cuối là những quy luật căn cốt của vũ trụ, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về sự vận hành và cân bằng của vạn vật trong vũ trụ. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Quy luật số 1, luật ảnh hưởng năng lượng. Luật ảnh hưởng năng lượng nói rằng hai vật có hồn hay vô hồn khi đã tiếp xúc với nhau sẽ tiếp tục tác động lẫn nhau ngay cả khi ở khoảng cách xa và các mối liên hệ thực tế đã bị chấm dứt. Vật chất khi tiếp xúc với vật chất khác sẽ hấp thụ và ảnh hưởng do tiếp xúc. Do đó, có một sự pha trộn trường năng lượng giữa thể phách và thể vía. Ví dụ, người đeo một món trang sức thừa kế sẽ bị ảnh hưởng bởi trường năng lượng thể phách của người chủ trước đó. Đối với trường năng lượng thể vía, người càng có khả năng cảm thông sẽ càng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của người khác. Chú thích: Linh hồn của một người được bao bọc bởi nhiều lớp năng lượng khác nhau và được gọi là các thể. Theo thứ tự từ trong ra ngoài, các thể này lần lượt là thể xác, thể phách, thể vía, thể trí, thể ngã, thể linh và thể sáng. Thể xác chính là cơ thể vật lý của chúng ta, là lớp năng lượng mà mắt thường có thể quan sát được. Đối với các lớp năng lượng khác, tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có thể quan sát được thông qua một loại thiết bị chuyên dụng gọi là máy ảnh Killian. Hoặc bạn cũng có thể cảm nhận được có sự tồn tại của một trường năng lượng bao bọc xung quanh cơ thể mình. Các lớp năng lượng ở càng xa sẽ càng khó được cảm nhận hơn. Trong đó, thể phách là lớp năng lượng gần cơ thể vật lý của chúng ta nhất và được mở rộng ra bên ngoài khoảng từ 3 đến 6 cm. Chúng có tác dụng điều chỉnh sự trao đổi thông tin và năng lượng giữa chúng ta với môi trường xung quanh. Thể phía là lớp năng lượng bao bọc bên ngoài của thể phách, được liên kết với những ham muốn, cảm xúc và dục cảm của con người. Thông qua lớp này, cảm giác của cơ thể vật lý sẽ được kết nối với tâm trí một cách sâu sắc hơn. Đặc biệt, trường năng lượng này có khả năng điều chỉnh được phạm vi và màu sắc tùy theo cảm xúc của bạn. Hết chú thích Khi xảy ra tiếp xúc giữa hai người, mức độ pha trộn của năng lượng là ít hay nhiều phụ thuộc vào mức độ tiếp xúc và thời gian tiếp xúc. Đó cũng là lý do vì sao người ta hay nói bạn là trung bình cộng của năm người mà bạn tiếp xúc nhiều nhất vợ chồng sống chung với nhau lâu ngày sẽ có những nét giống nhau một mối quan hệ tình dục sẽ dẫn đến một kết nối tinh thần lâu dài giữa hai người ngay cả khi họ không còn gặp nhau nữa cả hai có thể không nhận ra được điều này một cách có ý thức nhưng ở mức độ tiềm thức mối liên hệ vẫn tồn tại và sự ảnh hưởng vẫn còn đang tiếp diễn theo luật ảnh hưởng năng lượng các vật thể có thể hấp thụ cũng như lưu trữ năng lượng và thông tin từ môi trường xung quanh hoặc từ những người đã tiếp xúc với chúng những năng lượng và thông tin được lưu trữ này có thể được cảm nhận hoặc được đọc bởi những người có khả năng tiên tri hoặc những người có trực giác cao và sau đây là một số khía cạnh chính của luật ảnh hưởng năng lượng một khả năng lưu trữ thông tin và năng lượng các vật thể dù có hồn hay vô hồn có thể lưu trữ thông tin và năng lượng từ môi trường xung quanh điều này bao gồm năng lượng cảm xúc năng lượng tinh thần và năng lượng ký ức. 2. Đọc lịch sử vật thể Luật này thường được liên kết với khả năng đọc lịch sử của một vật thể bằng cách chạm hoặc tiếp xúc gần. Ví dụ, một người có trực giác cao có thể cầm một vật dụng cá nhân như đồng hồ hoặc chiếc nhẫn để đọc thông tin về người chủ trước đây hoặc các sự kiện đã xảy ra với vật dụng này. 3. Ảnh hưởng tiếp diễn Luật ảnh hưởng năng lượng cho rằng các vật thể đã tiếp xúc với nhau sẽ tiếp tục tác động lẫn nhau ngay cả khi ở khoảng cách xa và sau khi các mối liên hệ thực tế đã kết thúc. 4. Ứng dụng trong nghiên cứu siêu hình Ảnh hưởng năng lượng là một chủ đề phổ biến trong các cuộc điều tra và nghiên cứu trong lĩnh vực siêu hình học. Nó thường được sử dụng trong các vụ án không còn tồn tại bất kỳ manh mối nào, hoặc trong các cuộc nghiên cứu lịch sử bằng cách đọc thông tin từ vật thể có liên quan đến sự kiện lịch sử đó. Quy luật số 2. Luật khởi đầu mới Trong cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh chia các giai đoạn của vũ trụ thành bốn chu kỳ gồm thành trụ hoại diệt quy luật chu kỳ của vũ trụ diễn giải mọi sự tồn tại đều đi theo một lộ trình sinh thành phát triển hưng thịnh suy thoái rồi diệt vong sau đó lại tiếp tục khởi đầu một chu kỳ mới luật khởi đầu mới nói rằng đối với mỗi người trong cuộc đời đều phải trải qua những thử thách để tạo nên những bước ngoặt lớn trong cuộc sống và là tiền đề cho một khởi đầu mới một số ví dụ có thể kể đến như một tình huống gây sốc một thảm kịch một sự đổ vỡ trong sự nghiệp một sự ra đi của người mà mình yêu thương một sự chuyển giao về tôn giáo một liệu pháp điều trị bắt đầu có hiệu quả một người đàn ông lập gia đình một người mẹ mang thai đứa con đầu lòng của mình luật khởi đầu mới nói rằng cuộc sống gồm nhiều chu kỳ tiến hóa và phát triển đi lên và những khởi đầu mới là một phần của tự nhiên và cần thiết trong quá trình phát triển và tiến hóa của mỗi cá nhân sự thay đổi là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống và mỗi sự kết thúc sẽ mở đường cho một khởi đầu mới dưới đây là một số khía cạnh chính của luật khởi đầu mới một chu kỳ của cuộc sống luật này giúp ta nhận ra rằng cuộc sống bao gồm nhiều chu kỳ và nhiều giai đoạn khác nhau giống như các mùa trong năm xuân hạ thu đông cũng như thiên nhiên có chu kỳ phát triển trưởng thành suy tàn và tái tạo cuộc sống và nỗ lực của con người cũng như vậy 2. Luôn thay đổi nhưng luôn lặp lại Luật này nhắc chúng ta rằng cuộc sống luôn luôn thay đổi, nhưng những thay đổi này là thay đổi mang tính chất lặp đi lặp lại của chu kỳ, nghĩa là có sự kế thừa trong quá trình tiến hóa đi lên. 3. Cơ hội cho sự tiến hóa và phát triển Những khởi đầu mới được xem là cơ hội cho sự tiến hóa và phát triển. Chúng cho phép mỗi cá nhân học hỏi từ kinh nghiệm của quá khứ và áp dụng những bài học này vào những tình huống mới. Lực khởi đầu mới thường nhấn mạnh tính chất biến đổi của những khởi đầu. Chúng không chỉ đơn thuần là bắt đầu lại từ đầu mà là sự tiến hóa sang một giai đoạn mới của cuộc sống với sự hiểu biết sâu sắc hơn và với những quan điểm mới. 4. Buông bỏ quá khứ. Lực khởi đầu mới cũng liên quan đến việc buông bỏ quá khứ. Nó gợi ý rằng việc loại bỏ các mô thức cũ, các niềm tin cũ và các trải nghiệm cũ là cần thiết để dành chỗ cho sự phát triển và những cơ hội mới. 5 chấp nhận sự thay đổi. Một khía cạnh quan trọng của luật khởi đầu mới là sự chấp nhận đối với những thay đổi chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Dù muốn hay không muốn, chúng ta cần phải chấp nhận rằng thay đổi là một phần của tự nhiên và chính là quy luật vận hành của vũ trụ. Quy luật số 3. Luật cộng hưởng Luật cộng hưởng nói rằng khi hai hoặc nhiều người có cùng tần số tương tự tập hợp lại với chung một mục đích, năng lượng kết hợp này sẽ giúp họ đạt được mục tiêu nhanh hơn không chỉ gấp đôi mà có thể là gấp ba gấp bốn hoặc gấp nhiều lần so với bình thường luật cộng hưởng từ xưa đã được dùng để tăng cường sức mạnh cho các nghi lễ chúng ta sẽ nói kỹ hơn trong quy luật thứ tư là luật nghi lễ ngoài ra luật cộng hưởng còn được dùng để điều trị bệnh tật trong các bộ lạc cổ xưa bằng cách nhiều người cùng cầu nguyện để chữa lành cho một người trong những năm gần đây thì luật cộng hưởng cũng được áp dụng trong các buổi thiền toàn cầu vì mục đích hướng tới hòa bình của thế giới dưới đây là một số khía cạnh chính của luật cộng hưởng. một Sức mạnh của tập thể Luật này khẳng định rằng khi các cá nhân có cùng tần số rung động tập hợp lại, năng lượng của họ sẽ được cộng hưởng và khuếch đại lên gấp nhiều lần, góp phần tăng cường hiệu quả trong việc đạt đến mục tiêu chung của tập thể. 2. Sự nhân lên của năng lượng Năng lượng kết hợp của một nhóm không chỉ được cộng gộp mà còn được nhân lên gấp nhiều lần. Khi mọi người đoàn kết vì một mục tiêu chung, năng lượng của họ có thể gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí gấp nhiều lần so với năng lượng của một thành viên trong tập thể. 3. Hướng tới mục tiêu chung Luật cộng hưởng đặc biệt mạnh mẽ khi được sử dụng để hướng tới những mục tiêu chung như chữa lành, thanh tẩy, thiền định, hòa bình, giác ngộ hoặc bất kỳ mục tiêu nào hướng tới lợi ích của tập thể. 4. Cùng tần số Luật cộng hưởng hoạt động hiệu quả nhất khi các thành viên của nhóm có cùng tần số hoặc gần tương tự vì điều này sẽ giúp cho sự cộng hưởng diễn ra một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Quy luật số 4, luật nghi lễ Luật nghi lễ nói rằng mọi hành động được thực hiện lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian dài, lên đến hàng trăm, hàng ngàn năm, với cùng một mục đích cụ thể, sẽ trở thành một nghi lễ. Mỗi lần nghi lễ này được lặp lại, sức mạnh của nó sẽ được tăng cường nhờ vào sự cộng hưởng và tích lũy năng lượng của tất cả những người đã sử dụng nghi lễ này trong xuyên suốt chiều dài của lịch sử ví dụ về những nghi lễ phổ biến trên thế giới và ở việt nam như lễ cầu nguyện được thực hiện trong nhiều tôn giáo bao gồm cơ đốc giáo hồi giáo phật giáo và ấn độ giáo nghi lễ cầu nguyện là một hình thức giao tiếp tâm linh thường được thực hiện hàng ngày lễ hành hương cuộc hành hương đến những nơi linh thiêng là một phần quan trọng trong nhiều tôn giáo như hồi giáo hành hương về thánh địa mecca cơ đốc giáo hành hương về vùng đất thánh Jerusalem và Ấn Độ giáo, hành hương về sông Hằng. Nghi thức tắm lễ Nghi thức này được thực hiện trong nhiều tôn giáo như sự tẩy uế trong cơ đốc giáo, lễ bắp tem hoặc tắm trong dòng sông Hằng của Ấn Độ giáo. Lễ hội mùa màng như lễ tạ ơn Thanksgiving ở Mỹ, lễ hội mừng mùa thu ở Trung Quốc, lễ hội thu hoạch Bongo Festival ở Ấn Độ dùng để kỷ niệm về sự giàu có và bày tỏ lòng biết ơn đối với thiên nhiên hoặc như lễ Vu Lan, lễ báo hiếu được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Lễ Vu Lan là dịp lễ mà con cái bày tỏ lòng biết ơn và báo hiếu đối với cha mẹ. Và cuối cùng có thể kể đến là lễ cúng ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Đây là nghi lễ cúng Táo Quân. Ông Táo được xem là vị thần bảo hộ cho bếp lửa của mỗi gia đình và ghi chép lại mọi sự việc lành dữ trong gia đình để báo cáo lên Ngọc Hoàng. Người Việt tin rằng việc cúng ông Táo sẽ mang lại may mắn sự bình an và hạnh phúc cho gia đình trong năm mới và sau đây là một số khía cạnh chính của luật nghi lễ một hiện thực hóa thực tại việc thực hiện nghi lễ lặp đi lặp lại với một mục đích cụ thể làm tăng cường sự tập trung của tâm trí và ý định của nhiều người vào cùng một mục tiêu nhất định sự tập trung này giúp làm tăng cường khả năng ảnh hưởng của tâm trí lên thực tại qua luật nghi lễ người ta tin rằng việc thực hành nghi lễ một cách nhất quán và tập trung sẽ dẫn đến việc hiện thực hóa các kết quả hoặc thay đổi thực tại theo ý muốn của người thực hiện. 2. Tích lũy năng lượng. Việc thực hiện một nghi lễ nhằm tập hợp năng lượng đã được tích lũy từ những người đã thực hiện trước đó. Năng lượng này góp phần làm tăng hiệu quả cho mục đích mà nghi lễ muốn hướng tới. 3. Tạo ra sự cộng hưởng. Khi nghi lễ được thực hiện cùng nhau, chúng sẽ có thể tăng cường mối liên kết cộng đồng và góp phần tạo ra sự cộng hưởng khi thực hành nghi lễ. Quy luật số 5, luật tam nguyên Luật tam nguyên là một khái niệm triết học và tâm linh cho rằng nhiều khía cạnh của vũ trụ và hành vi của con người đang vận hành theo cấu trúc ba thành phần. Số 3 còn được xem là con số của sự sáng tạo. Sáng tạo này không phải là sáng tạo trong nghệ thuật mà được hiểu theo nghĩa là sự tạo ra, sự sinh ra, sự khởi nguồn của vạn vật. Các bạn có thể tìm thấy trong đạo đức kinh của lão tử có câu Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật hoặc trong sách sáng thế ký vào ngày thứ ba là ngày đức chúa trời gom nước lại cùng một chỗ để cho phần khô cạn hiện ra gọi là đất phần nước tụ lại một chỗ gọi là biển đất xanh cây cỏ cỏ kết hộp tùy theo loại cây kết quả có hộp trong mình đây là ngày mà muôn loài thực vật và sự sống được sinh ra không những vậy trong nhiều tôn giáo khác nhau vẫn có những điểm chung thể hiện ra cấu trúc ba thành phần của luật tam nguyên chẳng hạn như ba ngôi thiên chúa trong Kitô tô giáo gồm đức chúa cha đức chúa con và đức chúa thánh thần ấn độ giáo từ xa xưa cũng đã chia con người thành ba phần xét tâm và ngã tuyệt đối phật giáo cũng chia tâm một người gồm ba loại nhân tâm chân tâm và bản lai diện mục mật tông tuy rằng có nhiều pháp môn tu luyện nhưng có thể tóm lại thành ba loại là luyện xét hatha yoga luyện tâm lana yoga và luyện thần raja yoga luật tam nguyên cũng có thể được hiểu rộng hơn ám chỉ rằng các hiện tượng thường bao gồm ba thành phần liên kết khi kết hợp lại sẽ tạo nên một tổng thể lớn hơn ba phần này thường bao gồm hai yếu tố đối lập hoặc bổ sung cùng với một yếu tố thứ ba trung hòa và điều hòa làm cân bằng và hài hòa cho hai yếu tố còn lại ví dụ như trong một gia đình cha là dương đối lập với mẹ là âm cha mẹ tạo ra con cái con cái chính là yếu tố thứ ba giúp trung hòa và gắn kết một gia đình là sợi dây kết nối giữa người vợ và người chồng từ đó tạo nên sự hài hòa và êm ấm và sau đây là một số khía cạnh chính của luật tam nguyên một cấu trúc tam giác luật tam nguyên cho rằng nhiều hiện tượng trong vũ trụ bao gồm các khía cạnh trải nghiệm của con người được cấu trúc theo dạng tam giác điều này có nghĩa là chúng bao gồm ba phần hoặc ba yếu tố liên kết với nhau làm việc cùng nhau để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. 2. Cân bằng sự đối lập Trong cấu trúc tam giác này, hai trong số ba yếu tố thường đại diện cho hai lực lượng đối lập và tương phản. Yếu tố thứ ba hoạt động như một lực lượng trung gian dẫn đến sự điều hòa và hòa giải cho các mặt đối lập nhằm đảm bảo cho sự cân bằng và vận hành của vũ trụ. 3. Ứng dụng trong tâm lý học Trong tâm lý học, đặc biệt là trong các mô hình tâm lý con người, luật tam nguyên có thể được tìm thấy trong cấu trúc phân tâm học của Sigmund Freud gồm bản năng, bản ngã và siêu ngã hoặc ý thức, tiềm thức và siêu ý thức trong các thuyết tâm lý khác. 4. Sự tương tác động Ba yếu tố này không cố định, chúng tương tác, ảnh hưởng và điều hòa lẫn nhau. Sự tương tác này thường được xem là yếu tố cần thiết cho sự phát triển, thay đổi và duy trì sự cân bằng giữa cá nhân, xã hội và tự nhiên. 5 công cụ phân tích và giải quyết vấn đề luật tam nguyên có thể được sử dụng như một công cụ để phân tích và tìm ra giải pháp cho những vấn đề bằng cách chia những tình huống hay những vấn đề phức tạp thành cấu trúc ba phần cơ bản để tìm ra được nguyên nhân và cách giải quyết phù hợp trong đó gồm hai yếu tố đối lập và một yếu tố điều hòa từ đó giúp dễ dàng tìm ra được một xử lý giải mới hoặc một giải pháp mới cho vấn đề Quy luật số 6, luật phản chiếu Luật phản chiếu nói rằng những đặc điểm bạn nhận ra ở người khác là những điều mà bạn nhận ra ở chính mình cả tích cực lẫn tiêu cực Những gì bạn ngưỡng mộ ở người khác bởi vì nó cũng tồn tại trong chính bạn Những gì bạn chống lại trong chính bạn bạn sẽ không thích ở người khác Những gì bạn sợ hãi ở người khác cũng chính là nỗi sợ hãi bên trong bạn Luật phản chiếu là một nguyên tắc trong tâm lý học và giáo lý tâm linh cho rằng những phẩm chất, hành vi và đặc điểm mà chúng ta nhận thấy và phản ứng với người khác chính là đang phản ánh thế giới nội tâm của chúng ta. Theo luật này, phản ứng của chúng ta đối với người khác hoạt động như một tấm gương. Nó tiết lộ những khía cạnh và bản chất thực sự bên trong chúng ta, cả tiêu cực lẫn tích cực. Và sau đây là một số khía cạnh chính của luật phản chiếu. một Nhận diện những đặc điểm tương tự. Những gì mà chúng ta ngưỡng mộ hoặc đánh giá cao ở người khác thường phản ánh những phẩm chất mà chúng ta coi trọng hoặc nhận ra nó cũng tồn tại trong chính mình. Điều này bao gồm cả những tài năng, đức tính, thành tựu hoặc ngoại hình. 2. Phản ánh các vấn đề của nội tâm Các đặc điểm hoặc hành vi ở người khác gây ra những phản ứng mạnh mẽ như tức giận hoặc khó chịu thường chỉ ra các vấn đề chưa được giải quyết bên trong bạn. Có thể một vết thương sâu thẳm bên trong bạn cần được chữa lành. Đây là một dấu hiệu giúp bạn nhận ra vết thương đó. 3 nỗi sợ hãi và sự bất an. Luật phản chiếu cho rằng những gì chúng ta sợ hãi hoặc phản ứng tiêu cực với người khác có thể đại diện cho nỗi sợ hãi và sự bất an mà chúng ta vẫn đang giữ bên trong mình. Đó có thể là những khía cạnh của tính cách mà chúng ta cảm thấy vẫn chưa hài lòng, không thoải mái hoặc chưa thể chấp nhận được của mỗi chúng ta. 4. Phát triển bản thân và tự nhận thức. Luật này phục vụ như một công cụ giúp phát triển bản thân và tự nhận thức. Bằng cách thừa nhận và suy ngẫm về những phản ứng của chúng ta với người khác, chúng ta có thể nhìn nhận một cách khách quan và sâu sắc hơn về tính cách, niềm tin và nỗi sợ hãi cũng như những tổn thương bên trong của mỗi chúng ta. Nó cung cấp một cơ hội để chúng ta có thể nhìn thấy và hiểu rõ hơn về chính bản thân mình và sử dụng những hiểu biết đó nhằm vào mục đích phát triển bản thân cũng như tự cải thiện. 5. Bản chất của sự chống đối Theo luật này, những gì chúng ta chống lại hoặc không thích ở bản thân Chúng ta có thể sẽ chống lại hoặc không thích ở người khác. Điều này có thể biểu hiện trong việc chỉ trích hoặc phán xét người khác về những đặc điểm mà chúng ta cảm thấy không thoải mái ở chính mình. 6. Cơ hội cho sự chữa lành. Những tương tác và phản ứng mà chúng ta có với người khác có thể cung cấp cơ hội cho việc chữa lành. Bằng cách nhận ra những phản chiếu mà người khác mang lại, chúng ta có thể giải quyết và làm việc với những vấn đề còn đang tồn tại trong nội tâm của chính mình. Quy luật số 7, luật hài hòa. Luật hài hòa thậm chí vượt lên trên cả luật nhân quả và nghiệp báo. Vì luật hài hòa là tiềm năng cao nhất của sự cân bằng, là mục đích của nhân quả và nghiệp báo là để đạt đến sự hài hòa. Nếu bạn ném một hòn đá vào hồ nước, bạn làm rối loạn sự hài hòa của mặt hồ. Bạn chính là nguyên nhân và hậu quả là nước bị văng tung tóe. Những gợn sóng bắt đầu lan ra và quay trở lại cho đến khi sự hài hòa của mặt nước được khôi phục về trạng thái ban đầu. Tương tự, các hành động nghiệp không hài hòa của bạn lan ra vũ trụ và quay trở lại với chính bạn, hết kiếp sống này qua kiếp sống khác, cho đến khi cuối cùng sự hài hòa của chính bạn được khôi phục về trạng thái ban đầu. Vì vậy, mỗi kiếp sống mà bạn trải qua, bạn và toàn bộ vũ trụ đều đang trải qua những gợn sống của nghiệp báo, cuối cùng sẽ dẫn đến sự hài hòa. Một khi bạn đã tiến đến giai đoạn sống cả một đời trong sự hài hòa, bạn sẽ đạt được sự giải thoát khỏi vòng luân hồi luật hài hòa là một khái niệm thường được đề cập trong các bài giảng tâm linh và siêu hình học nó dựa trên nguyên lý rằng vũ trụ vận động theo một trật tự nhất định và vạn vật trong vũ trụ đều đang cố gắng hòa nhập với trật tự này và sau đây là một số khía cạnh chính có liên kết với luật hài hòa một sự cân bằng của vũ trụ luật này cho rằng vũ trụ tự nhiên duy trì một trạng thái cân bằng mọi thứ đều đang tồn tại và hoạt động trong sự cân bằng này Mỗi cá thể đều bị chi phối bởi quy luật nhằm đảm bảo cho sự hài hòa và cân bằng của vũ trụ. 2. Bình an nội tâm và lối sống cân bằng. Theo luật phản chiếu, thế giới bên ngoài chính là sự phản chiếu của thế giới nội tâm, do đó mà thế giới nội tâm của chúng ta cũng có liên quan với luật hài hòa. Trạng thái bình an của nội tâm và duy trì một lối sống cân bằng được cho là có sự ảnh hưởng tích cực với môi trường bên ngoài, góp phần duy trì vào sự cân bằng của vũ trụ. 3 luật nhân quả Luật nhân quả được tạo nên nhằm đảm bảo cho sự cân bằng của vũ trụ Vì vậy, các hành động thuận theo tự nhiên và phù hợp với những quy luật của vũ trụ sẽ dẫn đến những kết quả tích cực trong khi những hành động không hài hòa có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn 4. Phát triển bản thân Trong cái cạnh phát triển bản thân luật hài hòa cũng gợi ý rằng mỗi người chúng ta sẽ hoạt động tốt nhất, hiệu quả nhất khi mà suy nghĩ, cảm xúc, hành động và tinh thần của chúng ta có sự hài hòa với nhau và ngược lại sẽ dẫn đến sự trì trệ và kém hiệu quả năm vượt qua nghiệp báo vì nhân quả và nghiệp báo được tạo ra nhằm đảm bảo cho sự hài hòa do đó việc đạt đến trạng thái hài hòa có thể giúp trung hòa và hóa giải nghiệp báo dẫn đến sự phát triển tâm linh và cuối cùng là tiến tới sự giác ngộ và cuối cùng luật hài hòa khuyến khích việc theo đuổi sự cân bằng và sống hòa hợp với vũ trụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh cuộc sống của mình theo nhịp điệu và dòng chảy của vũ trụ. Quy luật số 8, luật tổng thể. Luật tổng thể nói rằng mỗi phần của một cá thể có những đặc điểm riêng và cũng mang những đặc điểm chung của một tổng thể. Do đó, có hai chức năng, một là giữ nguyên đặc điểm của cá thể và hai là thực hiện chức năng như một phần của tổng thể. Khi được tách ra, mỗi phần vẫn kết nối với tổng thể và vì nó giữ đặc điểm của tổng thể, nó có thể hoạt động như một tổng thể bạn có thể chưa nhận ra điều này nhưng vì bạn là một phần của vũ trụ bạn chính là một tiểu vũ trụ bạn có những đặc điểm đặc trưng riêng của cá nhân mình đồng thời vẫn mang trong mình tất cả những chức năng của một đại vũ trụ điều này có nghĩa rằng chúng ta luôn bị chi phối bởi sự vận hành của vũ trụ nhưng vũ trụ cũng sẽ hoạt động tuân theo ý chí cá nhân của mỗi người điều này sẽ được giải thích chi tiết hơn khi chúng ta tìm hiểu về luật tự do ý chí luật tổng thể cho rằng mọi thứ đều liên kết với nhau các phần của một thực thể hay một hệ thống không thể được hiểu một cách đầy đủ khi tách rời khỏi tổng thể điều này cũng tương tự như việc đa số chúng ta thường chỉ quan sát và giải thích một vấn đề thông qua một quy luật nhất định ví dụ như luật nhân quả hoặc luật hấp dẫn sự giải thích này có vẻ hợp lý trong một số tình huống nhưng đôi khi các bạn sẽ cảm thấy nó có chút gì đó lấn cấn ở một vài chỗ mà không thể nào giải thích được bởi vì một sự kiện xảy ra với các bạn rất hiếm khi xuất phát từ một quy luật nhất định mà thường là sự kết hợp của nhiều quy luật với nhau vì vậy khi biết về nhiều quy luật khác nhau của vũ trụ bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về một vấn đề sau đây là một số khía cạnh chính của luật tổng thể một cấu trúc hai thành phần trong một tổng thể có hai chức năng chính đầu tiên là giữ nguyên điểm độc đáo của riêng mình thứ hai là hoạt động như một phần không thể tách rời với tổng thể Điều này có nghĩa là mỗi thành phần sẽ đóng góp vào và bị ảnh hưởng bởi hệ thống của tổng thể. 2. Sự liên kết và ảnh hưởng Ngay cả khi một phần bị tách ra khỏi tổng thể, nó vẫn duy trì mối liên kết với tổng thể. Các bạn có thể xem lại chuỗi video hướng dẫn về cách vận dụng sức mạnh tiềm thức trên kênh của Văn. Tiềm thức của mỗi chúng ta luôn duy trì sự liên kết với tiềm thức tổng quát, hay còn gọi là bộ nhớ Akashic, thư viện của vũ trụ. Từ đó, giúp bạn tạo ra những khoảnh khắc thiên tài, những nguồn cảm hứng bất tận và tìm ra câu trả lời cho những vấn đề nan giải trong cuộc sống của mình. 3. Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Luật này được áp dụng trong các lĩnh vực như tâm lý học, lý thuyết hệ thống và y học toàn diện. Ví dụ, trong y học toàn diện, trọng tâm là điều trị toàn bộ con người, tâm trí, cơ thể và tinh thần thay vì giải quyết các triệu chứng cô lập. Và cuối cùng, luật tổng thể khuyến khích một cá nhân có cái nhìn toàn diện về thực tế, thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự phức tạp cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau của các thành phần riêng lẻ trong một tổng thể. Quy luật số 9. Luật trách nhiệm Luật trách nhiệm nói rằng chỉ có bạn và một mình bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi thứ xảy ra với cuộc đời bạn. Tất cả là kết quả của suy nghĩ, lời nói và hành động trong quá khứ của bạn đã hình thành nên thực tại của bạn. Dưới đây là một số khía cạnh chính của luật trách nhiệm. một Nguyên nhân và hậu quả luật trách nhiệm hoạt động dựa trên nguyên tắc nguyên nhân và hậu quả. Nó ngụ ý rằng mọi hành động đều mang lại một hậu quả tương ứng. Điều này không chỉ giới hạn ở hành động vật lý, mà còn bao gồm cả suy nghĩ, ý định và cảm xúc của bạn. 2. Trách nhiệm và đạo đức Luật này cho rằng những hành động tốt, ý định tốt và năng lượng tích cực cuối cùng sẽ trở lại với người làm việc đó thông qua hình thức của phước lành, thành công và may mắn. Ngược lại, hành động có hại hoặc ý định tiêu cực có thể dẫn đến những trở ngại và những thách thức trong tương lai. 3. Trách nhiệm cá nhân. Một nguyên tắc trung tâm của luật này là ý tưởng về trách nhiệm cá nhân, nó nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình và hoàn cảnh hiện tại của họ, vì những điều này là kết quả của hành động và quyết định của họ trong quá khứ. 4. Bài học cuộc sống và sự phát triển. Luật trách nhiệm thường xem như là một công cụ cho việc học hỏi và phát triển cá nhân. Nó khuyến khích mọi người suy ngẫm về hành động của họ và hậu quả có thể mang lại từ hành động đó, dẫn đến sự tự nhận thức và phát triển cá nhân một cách tốt hơn. Quy luật số 10. Luật rung động Luật rung động nói rằng toàn bộ vũ trụ hoạt động dựa trên nguyên tắc rung động của năng lượng. Khi Einstein phát hiện ra rằng vật chất là năng lượng, ông đã mở cửa cho việc hợp nhất giữa khoa học và siêu hình học. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ truyền từ vật thể này sang vật thể khác, chuyển hóa từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác. Năng lượng phải luôn di chuyển, không thể đứng yên, vì như vậy sẽ rơi vào trạng thái trì trệ của năng lượng và dẫn đến sự biến đổi. Năng lượng là mọi thứ và mọi thứ là năng lượng, tất cả mọi thứ đều đang tồn tại ở dạng năng lượng. Toàn bộ cơ thể của bạn cũng chính là năng lượng, làn da của bạn dường như có vẻ rắn chắc, nhưng thực tế nó là hàng nghìn tỷ phân tử đang di chuyển một cách nhanh chóng xoay xung quanh nhau ở một tần số rung động cụ thể. Tần số này được hình thành và biến đổi qua nhiều kiếp sống với mục đích cuối cùng là đưa tần số của bạn đạt đến sự hài hòa với tần số của vũ trụ. Sau đây là một số khía cạnh chính của luật rung động. Một, Mọi thứ đều rung động Theo luật này, mọi thứ trong vũ trụ từ hạt nhỏ nhất đến thực thể lớn nhất tất cả đều đang rung động, không có gì là tỉnh. Mọi thứ đều đang chuyển động với những tần số khác nhau 2. Thử thách từ vũ trụ Bởi vì năng lượng luôn di chuyển, không thể đứng yên, vì như vậy sẽ rơi vào trạng thái trì trệ của năng lượng và dẫn đến sự biến đổi. Vì vậy, mỗi cá nhân cần phải luôn tiến bộ và phát triển. Đây cũng là lý do vì sao nếu không phát triển thì vũ trụ sẽ mang đến thử thách để thúc đẩy bạn thay đổi. 3. Tần số và năng lượng Luật này gợi ý rằng tất cả mọi thứ đều có một tần số rung động cụ thể. Tần số cao hơn hay rung động mạnh hơn thường được liên kết với những gì thuộc về tầng tâm thức, ví dụ như suy nghĩ, cảm xúc và tinh thần, trong khi các tầng xấu thấp hơn hay rung động yếu hơn tương ứng với những gì thuộc về tầng vật chất, ví dụ như thức ăn, quần áo hay những đồ vật mà chúng ta sử dụng hàng ngày. 4. Liên hệ với vật lý lượng tử Lực rung động có những điểm tương đồng trong vật lý hiện đại, đặc biệt là vật lý lượng tử, cho thấy rằng vật chất ở cấp độ siêu vi đang chuyển động một cách liên tục. 5 ảnh hưởng đến thực tại. Luật rung động nói rằng bằng cách thay đổi tần số rung động của mình thông qua cảm xúc, suy nghĩ và hành động, một người có thể thay đổi trải nghiệm và thực tại của chính họ. Ví dụ, cảm xúc tích cực như niềm vui, hạnh phúc và tình yêu rung động ở tần số cao hơn, vì vậy sẽ thu hút những trải nghiệm ở một thực tại cao hơn. 6. Thu hút trong luật hấp dẫn. Luật rung động có mối liên hệ chặt chẽ với luật hấp dẫn, cho rằng những gì có cùng tần số sẽ thu hút nhau. Tất cả chúng ta đều đang thu hút những trải nghiệm phù hợp với tần số rung động của mỗi người. Quy luật số 11, luật luân hồi. Theo luật rung động, năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ truyền từ vật thể này sang vật thể khác, chuyển hóa từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác. Bởi vì chúng ta là năng lượng, chúng ta không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Chúng ta chỉ đang chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, và quá trình này được thể hiện thông qua luật luân hồi. Luật luân hồi nói rằng, trước khi bạn hóa giải hết các nghiệp báo và hoàn thành xong các pháp của mình, bạn sẽ phải tiếp tục tái sinh vào những kiếp sống tiếp theo trên trái đất. Không phải Chúa, không phải Phật hay bất kỳ đấng tối cao nào ban phát sự khổ đau cho bạn trong kiếp sống này, mà chính bạn là người quyết định bạn cần phải học hỏi điều gì trong hành trình trần thế của mình. Ứng với mỗi trải nghiệm trong cuộc sống, bạn sẽ gặp phải những linh hồn và sẽ trải qua những trải nghiệm có cùng cấu hình nghiệp với linh hồn của bạn. Và theo luật luân hồi, bạn sẽ phải quay trở lại với trái đất hết kiếp sống này đến kiếp sống khác để thử thách bản thân mình để xem liệu bạn đã học được những bài học của mình hay chưa bạn vẫn sẽ phải tiếp tục tái sinh cho đến khi bạn đạt đến được một đời sống hài hòa và hoàn toàn không có sự luyến tiếc nào từ khi đó bạn chính thức thoát khỏi vòng lặp của sự luân hồi dưới đây là một số kế cảm chính của luật luân hồi một sự liên tục của linh hồn linh hồn được xem là một thực thể vĩnh cửu vẫn tồn tại sau khi cái chết vật lý xảy ra và được tái sinh qua nhiều kiếp sống quá trình này không được xem là một sự kiện đơn lẻ mà là sự lặp đi lặp lại trong chu kỳ tiến hóa của linh hồn hai sự phát triển và tiến hóa tâm linh chu kỳ sinh tử và tái sinh được xem như là quá trình tiến hóa của tâm linh mỗi cuộc sống cung cấp một cơ hội cho linh hồn được học hỏi phát triển và trải nghiệm cũng như giải quyết các vấn đề nghiệp báo đã được tích lũy từ nhiều kiếp sống trước ba hướng đến sự giải thoát mục tiêu cuối cùng của chu kỳ luân hồi là đạt đến trạng thái giác ngộ và giải thoát nơi mà các linh hồn không cần phải tái sinh nữa. Trạng thái này thường được mô tả như sự hợp nhất vĩnh cửu với vũ trụ, thoát khỏi những đau khổ khi tồn tại trong đời sống vật chất. 4. Đạo đức và hướng thiện. Niềm tin này thúc đẩy con người tuân theo những giá trị đạo đức và biết sống hướng thiện, biết suy nghĩ và biết xem xét những hậu quả lâu dài của mọi hành động, không chỉ ở kiếp sống hiện tại mà còn ảnh hưởng đến những kiếp sống sau này. Quy luật số 12 trí tuệ có thể bạn chưa biết việc phát triển trí tuệ cũng có thể giúp chúng ta giảm nhẹ hoặc xóa bỏ nghiệp báo như trong luật luân hồi đã đề cập chúng ta trải qua nhiều kiếp sống khác nhau là để hoàn thành các bài học nghiệp và có hai cách để bạn có thể hoàn thành các bài học nghiệp một là học trước rồi thực hành sau hai là trải nghiệm trước rồi sau đó rút ra bài học tuy nhiên thật đáng buồn là chúng ta dường như thường chọn cách số hai nhiều hơn chúng ta học nhanh nhất thông qua sự dằn vặt giày vò và đau khổ bằng cách trải nghiệm trực tiếp chính những hậu quả từ những hành động của mình ví dụ trong nhiều kiếp sống trước đây bạn là một người vô cùng kiêu căng ngạo mạn và luôn xem thường người khác định mệnh đã sắp đặt sẵn khi đến với kiếp sống này vào năm 30 tuổi bạn sẽ bị một người thân tín phản bội vướng vào vòng lao lý và mất hết tất cả bước ngoặt này sẽ là một cú chuyển mình giúp bạn nhận ra bài học về sự khiêm nhường mở lòng và sẵn sàng lắng nghe người khác nhưng nhờ vào sự chăm chỉ học hỏi và trau dồi trí tuệ trong đời sống này, bạn đã nhận ra rằng để có thể tiến bộ thì cần phải dẹp bỏ cái tôi và sự tự cao. Từ đó, bạn học cách mở lòng, vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác, học cách hạ mình để có thể tiếp thu thêm nhiều kiến thức. Kết quả là bạn đã hoàn thành bài học nghiệp của mình trong kiếp sống này, vì vậy cũng không cần thiết để bạn phải trải qua thêm thử thách vào năm 30 tuổi. Và đó là cách mà trí tuệ đã giúp bạn xóa bỏ nghiệp và sau đây là một số khía cạnh chính của luật trí tuệ một sự hiểu biết sâu sắc mọi người thường đánh đồng giữa trí tuệ và sự thông minh nhưng hai khái niệm này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trong khi sự thông minh thường được hiểu là khả năng học hỏi nhanh tiếp thu và xử lý thông tin thì trí tuệ thường được liên quan đến việc sử dụng kiến thức và kinh nghiệm một cách khôn ngoan và có sự suy xét nó thường không chỉ bao gồm khả năng hiểu biết mà còn liên quan đến sự nhận thức sâu sắc đánh giá đúng đắn về một vấn đề trên phương diện của sự từ bi và nhân đạo. Trí tuệ thường bao gồm cả khả năng xem xét vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, hiểu biết về bản chất của con người và áp dụng kiến thức một cách có cân nhắc và có đạo đức. 2. Xóa bỏ hoặc giảm nhẹ nghiệp Theo luật này, trí tuệ có thể giúp một người giảm nhẹ hoặc thậm chí xóa bỏ ảnh hưởng của nghiệp báo. Luật trí tuệ nhấn mạnh việc học những bài học của cuộc sống thông qua việc nâng cao trí tuệ thay vì qua những đau khổ. Mặc dù khổ đau thường mang lại những bài học, luật trí tuệ cho rằng sự hiểu biết và lòng tự bi có thể là những người thầy hiệu quả và ít đau đớn hơn. 3. Hành động có trí tuệ. Luật này cho rằng bằng cách hành động có trí tuệ, con người có thể tránh khỏi việc tạo ra những nghiệp tiêu cực và thay vào đó có thể tạo ra những kết quả tích cực trong cuộc sống. 4. Tiến hóa tâm linh. Trí tuệ được xem là yếu tố then chốt trong sự tiến hóa của linh hồn. Thông qua trí tuệ, linh hồn được học hỏi và phát triển, tiến lên phía trước hướng tới giác ngộ và sự giải thoát tâm linh. Năm, ứng dụng thực tế. Trên thực tế, luật trí tuệ khuyến khích cá nhân luôn tìm kiếm một sự hiểu biết sâu sắc, hành động với lòng từ bi, học cách khiêm nhường và mở lòng để tiếp thu kiến thức từ người khác. Quy luật số 13, luật ân điển. Luật ân điển được hiểu như một tham số dùng để điều chỉnh lại phương trình nghiệp báo của một người. Trong nhiều truyền thống tâm linh, nghiệp được hiểu là luật nhân quả, nơi mà những hành động sẽ mang lại những hậu quả tương ứng. Tuy nhiên, luật ân điển đưa vào thêm yếu tố của lòng từ bi. Yếu tố này có thể dẫn đến sự thay đổi hoặc giảm nhẹ hậu quả của phương trình nghiệp báo. Ví dụ, trong kiếp sống này, bạn đã được sắp đặt sẵn là phải vướng vào một tinh đồn thất thiệt sự kiện tinh đồn này sẽ làm cho danh tiếng của bạn bị bôi nhỏ. Nhưng trong những năm trước khi xảy ra sự kiện này, bạn đã được dạy dỗ rằng phải luôn sống với lòng nhân ái và tình yêu thương. Bạn đã đối xử và sống tốt với tất cả mọi người xung quanh, đến mức mà vũ trụ nhận ra rằng bạn đã học được bài học cần thiết của mình trong kiếp sống này. Vì vậy, khi sự kiện này xảy ra, đã có rất nhiều người đứng ra bên vực bạn, bảo vệ bạn và đính chính thay bạn. Kết quả là sự kiện tinh đồn này vẫn xảy ra nhưng danh tiếng của bạn lại được bảo vệ thì đây chính là cách mà luật ân điển đã can thiệp và điều chỉnh lại phương trình nghiệp báo của bạn sau đây là một số khía cạnh chính của luật ân điển một món quà từ vũ trụ luật ân điển chính là sự bao dung của vũ trụ và được biểu hiện thông qua hình thức của tình yêu thương và lòng từ bi luật ân điển đại diện cho một hình thức can thiệp tâm linh cao cấp có thể vượt qua trên cả các quy luật cơ bản của nghiệp sự can thiệp này không bị ràng buộc bởi những quy tắc chặt chẽ của nhân quả, mà thay vào đó được ban cho sự tự do như một món quà mà vũ trụ dành cho những người biết sống với tình yêu thương và lòng từ bi. 2. Biến đổi nghiệp Luật ân điển nói rằng những ảnh hưởng của nghiệp báo có thể được biến đổi thông qua những hành động yêu thương, từ bi và nhân đạo. Điều này có nghĩa là những hậu quả khắc nghiệt của nghiệp báo có thể được giảm nhẹ hoặc thậm chí bãi bỏ thông qua ân điển. 3 khuyến khích những hành động tích cực. Luật ân điển khuyến khích cá nhân tham gia vào những hoạt động nhân đạo bằng cách thực hành lòng tốt, sự vị tha và lòng từ bi. Một cá nhân có thể kích hoạt luật ân điển này để hóa giải nghiệp báo của mình. Quy luật số 14 Luật tiến hóa linh hồn Dù bạn có nhận ra hay không, thì tất cả chúng ta đều đang trên cùng một hành trình, đó là hành trình tiến hóa của linh hồn. Chúng ta tái sinh vì chúng ta mong muốn tiến hóa về mặt tâm linh, bằng cách hóa giải các nghiệp và thực hành các pháp. Trong quá trình đó, chúng ta không ngừng nâng cao tần số rung động của mình và ngày càng tiến tới gần hơn với trạng thái hòa hợp với vũ trụ. Ngay cả khi bạn có vẻ như không hề tiến bộ, thì trong thực tế bạn vẫn đang tiến hóa từng ngày. Dưới đây là một số khía cạnh chính của lực tiến hóa linh hồn. một Luân hồi và tiến bộ Luật tiến hóa linh hồn có mối liên hệ chặt chẽ với luật luân hồi. Thông qua mỗi kiếp sống, chúng ta lại có thêm những trải nghiệm và bài học độc đáo, góp phần vào sự tiến hóa của linh hồn. Những người chúng ta gặp, những thách thức, những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt đều được xem là cơ hội để chúng ta có thể học hỏi và phát triển. 2. Nâng cao tần số. Sau mỗi lần tiến hóa thì rung động của linh hồn sẽ được nâng lên một mức tần số cao hơn, phù hợp hơn với những phẩm chất như tình yêu thương, lòng từ bi và sự đồng cảm. 3. Đạt đến trạng thái cao nhất của sự tồn tại. Mục tiêu cuối cùng của tiến hóa linh hồn chính là đạt đến trạng thái giác ngộ, giải thoát tâm linh và hợp nhất với vũ trụ. Để đạt được trạng thái này, mỗi linh hồn cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về chân lý của vũ trụ, vượt qua cái tôi và những lo ngại về vật chất, biết sống yêu thương, vị tha và đồng cảm. 4. Tiến hóa cá nhân và tập thể. Mặc dù luật này tập trung vào sự phát triển linh hồn của cá nhân, nhưng khi một linh hồn được tiến hóa, nó cũng góp phần vào sự tiến hóa chung của toàn thể quy luật số 15, luật Bồ Tát. Trong quy luật trước, chúng ta đã nói đến sự tiến hóa của linh hồn. Mục đích cuối cùng của tiến hóa chính là đạt đến sự giác ngộ và thoát khỏi vòng luân hồi. Bồ Tát có nghĩa là người đã thoát khỏi vòng luân hồi nhưng chọn cách quay trở lại trái đất để hỗ trợ những linh hồn khác đạt được sự giải thoát và giác ngộ. Một người Bồ Tát thường biết rằng anh ta hay cô ta sẽ không bao giờ thực sự đạt đến sự giải thoát hoàn toàn cho đến khi tất cả những linh hồn đều được giải thoát. Hầu hết những người đi trên con đường nghiên cứu về lĩnh vực siêu hình học đều đã bước vào giai đoạn phát triển của Bồ Tát và đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ. Chú thích, siêu hình học, metaphysics, là môn học nghiên cứu về những nguyên lý căn cốt nhất của sự tồn tại, căn tính của sự vật, sự biến dịch, quan hệ nhân quả, không gian và thời gian, tính tất yếu, vân vân. Khi bạn đặt ra những câu hỏi như, tại sao sự vật lại tồn tại? Cuộc đời này có số phận tiền định hay không? Số phận là gì? Linh hồn sau khi chết đi sẽ đi về đâu? Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Thế nào mới gọi là sự công bằng? Thì đây là những câu hỏi liên quan đến siêu hình học. Hết chú thích. Và sau đây là một số khía cạnh chính của luật Bồ Tát. một Giúp đỡ người khác Mặc dù Bồ Tát có cơ hội thoát khỏi vòng sinh tử, họ vẫn chọn cách quay trở lại và tái sinh với mục tiêu hỗ trợ người khác. Họ tham gia vào các hành động từ bi để giảm bớt khổ đau và hướng dẫn người khác đi đến sự giác ngộ. 2. Giác ngộ hoàn toàn. Mặc dù Bồ Tát nhắm đến việc giúp đỡ người khác, họ cũng tiếp tục hành trình của mình hướng đến sự giác ngộ hoàn toàn. Tuy nhiên, trọng tâm chính của họ là sự giải thoát cho người khác chứ không phải cho chính mình. 3. Lời thề và thực hành. Bồ Tát thực hiện những lời thề cụ thể, được biết đến như lời thề Bồ Tát, cam kết mình với con đường này. Lời thề này bao gồm những lời hứa để thực hành các đức hạnh như lòng từ bi, trí tuệ, kiên nhẫn và nỗ lực vì lợi ích của người khác. 4. Sáu hạnh hoàn hảo, hay còn gọi là lục độ ba la mật, là pháp tu hành của Bồ Tát, được hiểu một cách khái quát là sáu phương tiện giúp đưa người qua bờ bên kia, tức từ bờ vô minh qua đến bờ giác ngộ. Sáu phương tiện này gồm có bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiên định ba la mật, trí huệ ba la mật. Nói một cách dễ hiểu thì con đường của Bồ Tát thường gắn liền với việc thực hành sáu hạnh, bố thí, đạo đức, kiên nhẫn, nỗ lực, tập trung và trí tuệ. Những thực hành này nhằm phát triển những phẩm chất cần thiết để giúp đỡ người khác đạt đến sự giác ngộ. Quy luật số 16 Luật tự do ý chí Luật tự do ý chí nói rằng Mặc dù nhiều sự kiện quan trọng trong đời bạn đã được định mệnh sắp đặt từ trước Bạn luôn có quyền tự do lựa chọn để giảm nhẹ tác động của những sự kiện này Hoặc hoàn toàn vượt qua nó Điều này đã được thể hiện qua các quy luật như Luật trí tuệ, luật ân điển, luật hài hòa hay luật bồ tát Mà chúng ta đã tìm hiểu trước đó và cũng như một số quy luật khác mà chúng ta chuẩn bị tìm hiểu trong video này bạn hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn cách mà bạn phản ứng lại với bất kỳ tình huống nào tích cực hay tiêu cực phù hợp hay không phù hợp với những quy luật bạn hoàn toàn có quyền quyết định cách sống cuộc đời của mình như thế nào cho đến khi sự kiện định mệnh xảy ra nếu bạn chọn cách sống hòa hợp với tự nhiên hành động theo luật ân điển không ngừng trau dồi trí tuệ bạn mang đến cho người khác sự tích cực tình yêu thương và lòng từ bi trong xấu hạnh hoàn hảo của luật bồ tát điều này chứng minh rằng bạn đã hiểu và đang thực hành các bài học nghiệp trong quá khứ vì vậy cũng không cần thiết để bạn phải trải qua thêm những bài học mà định mệnh đã sắp đặt từ trước dưới đây là một số khía cạnh chính của luật tự do ý chí một tự chủ trong lựa chọn luật này khẳng định rằng mỗi người có quyền tự do lựa chọn của riêng mình sự tự chủ này cho phép cá nhân tạo dựng nên số phận của chính mình, bất chấp một số sự kiện, hoàn cảnh hoặc tình huống đã được định sẵn trước đó. 2. Sự tương tác với nghiệp Mặc dù một số sự kiện trong cuộc sống đã được định trước hoặc chịu ảnh hưởng của nghiệp báo, luật tự do ý chí cho rằng mỗi cá nhân được tự do lựa chọn cách mà họ phản ứng lại. Sự lựa chọn này của họ có thể làm giảm nhẹ, vượt qua hoặc tăng thêm hậu quả mà sự kiện này mang lại. 3 trách nhiệm và hậu quả kèm theo quyền tự do lựa chọn là trách nhiệm cho hành động của mình luật này ngụ ý rằng mặc dù cá nhân có sự tự do trong lựa chọn họ cũng phải đối mặt với những hậu quả mà lựa chọn này mang lại điều này có thể góp phần đẩy nhanh hoặc làm chậm quá trình đi đến sự giải thoát và giác ngộ 4. Phát triển tâm linh và tiến hóa Việc sử dụng quyền tự do ý chí được xem là thiết yếu cho sự phát triển của tâm linh. Việc đưa ra lựa chọn có ý thức dẫn đến những trải nghiệm học hỏi quan trọng cho sự tiến hóa của linh hồn. 5. Vận mệnh nằm trong tay bạn Luật tự do ý chí nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân đều có sự tự do trong việc đưa ra quyết định của họ. Điều này cho thấy rằng vận mệnh của bạn nằm trong tay bạn. Tuy có một số sự kiện đã được định sẵn trước đó nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi được. 6. Sự phong phú của vũ trụ Trong một bối cảnh tâm linh lớn hơn tự do ý chí thường được xem là một phần tạo nên sự phong phú của vũ trụ, nơi mà các lựa chọn cá nhân góp phần tạo nên bức tranh nhiều màu sắc trong cuộc sống. Quy luật số 17 Luật thống nhất Năng lượng là mọi thứ, mọi thứ là năng lượng. Vì tất cả mọi thứ đều là năng lượng, nên mọi thứ đều có sự liên kết với nhau. Sự liên kết này tạo ra một thể thống nhất gọi là vũ trụ. Vì vậy, có thể nói vũ trụ là tất cả mọi thứ và tất cả mọi thứ cũng chính là vũ trụ luật thống nhất nói rằng mỗi linh hồn đều có sự kết nối với tập thể và với toàn bộ vũ trụ chúng ta đều là một phần của cấu trúc năng lượng lớn hơn gọi là vũ trụ và bởi vì chúng ta là một phần của vũ trụ nên chúng ta cũng chính là vũ trụ mục tiêu của cấu trúc năng lượng tổng thể này là thúc đẩy năng lượng tiến lên vì thế khi một cá nhân sống hài hòa chúng ta đang tăng cường tốc độ rung động của bản thân và góp phần làm tăng cường mức độ rung động của toàn bộ cấu trúc ngược lại khi mỗi cá nhân sống không hài hòa chúng ta đang làm giảm mức độ rung động của toàn thể cấu trúc bởi vì chúng ta là một mọi thứ bạn nghĩ nói và làm đều tạo ra ảnh hưởng đến những linh hồn khác dưới đây là một số khía cạnh chính của luật thống nhất một con đường phục vụ luật thống nhất nói rằng bạn là một phần của tổng thể và tổng thể cũng chính là bạn từ đó mở ra hai con đường để bạn lựa chọn cho việc phát triển tâm linh và tiến hóa linh hồn một là phục vụ bản thân hai là phục vụ người khác phục vụ bản thân tập trung vào sự phát triển trí tuệ giải quyết những vấn đề nghiệp báo trong khi phục vụ người khác là tập trung vào thực hành các pháp tình yêu thương và lòng từ bi hai kênh thông tin và thần giao cách cảm vì tất cả chúng ta là một chúng ta có sự liên kết với nhau từ đây mở ra sự giải thích về hiện tượng thần giao cách cảm trong cuộc sống vì sao chúng ta dường như có nhiều ý tưởng hơn khi ở chỗ đông người? Vì sao chúng ta có thể đoán được ý của những người thân thiết nhất? Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về hiện tượng này khi tìm hiểu về luật tương quan trong phần tiếp theo của video. Quy luật số 18, luật biểu hiện. Luật biểu hiện nói rằng mọi thực tại đang biểu hiện ra với bạn ngay lúc này đều bắt đầu từ một suy nghĩ hoặc một ý tưởng trong tâm trí bạn. Ví dụ về hai anh em nhà Wright với ước mơ bay lượn như những chú chim trên bầu trời, đã lên kế hoạch thử nghiệm chế tạo và hoàn thiện chiếc máy bay của họ. Phát minh của họ đã cất cánh vào năm 1903, thắp nên ngọn lửa cho ngành hàng không và thay đổi cách mà tất cả chúng ta di chuyển như ngày hôm nay. Steve Jobs với ý tưởng tạo ra một chiếc điện thoại không những thông minh mà còn dễ sử dụng và thân thiện với người dùng ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả mẹ của ông. Từ đó chiếc iPhone đầu tiên ra đời bằng cách tích hợp màn hình cảm ứng và giao diện đơn giản loại bỏ cái phím bấm truyền thống, iPhone đã thay đổi hoàn toàn cách mà người sử dụng điện thoại trên toàn thế giới. Vừa rồi là một số ví dụ về việc hiện thực hóa các ý tưởng. Suy nghĩ và trải nghiệm sẽ tạo ra niềm tin, từ đó tạo ra thực tại của bạn. Nếu bạn không hài lòng với thực tại của mình, bạn nhận ra những niềm tin cũ không còn mang lại lợi ích cho bạn nữa. Bạn cần phải lập trình lại tiềm thức của mình bằng cách loại bỏ những niềm tin cũ và cài đặt những niềm tin mới phù hợp với thực tại mà bạn mong muốn dưới đây là một số khía cạnh chính của luật biểu hiện một sức mạnh của suy nghĩ và niềm tin luật biểu hiện bắt đầu với quan điểm rằng suy nghĩ và niềm tin rất mạnh mẽ và có thể hình thành nên thực tại của một người nó cho rằng những gì bạn liên tục suy nghĩ và tin tưởng cuối cùng sẽ được biểu hiện ra trong thực tế cuộc sống của bạn hai hình ảnh hóa và sự rõ ràng một phần nền tảng trong luật biểu hiện chính là việc hình dung một cách rõ ràng về kết quả mà bạn mong muốn nó xảy ra. Quá trình hình ảnh hóa này góp phần làm tăng cường mức độ rung động và điều chỉnh năng lượng của bạn sao cho phù hợp nhất với mục tiêu mà bạn mong muốn. 3. Sự đồng bộ cảm xúc Tương tự với hình ảnh hóa, cảm xúc được coi là một thành phần quan trọng không kém trong luật biểu hiện. Những cảm xúc tích cực như niềm vui, lòng biết ơn và tình yêu thương cũng có vai trò tăng cường mức độ rung động, từ đó thúc đẩy quá trình biểu hiện diễn ra một cách nhanh chóng hơn. 4 ý định và sự tập trung. Ý định chính là phần năng lượng được tạo ra bởi tinh thần. Sự tập trung giúp điều hướng nguồn năng lượng tinh thần này tiến về phía những gì mà bạn mong muốn nó xảy ra. Vì vậy, việc đặt ra một ý định rõ ràng và sự tập trung chú ý vào những ý định này là một bước vô cùng quan trọng trong quá trình biểu hiện. 5. Hành động. Mặc dù khía cạnh tinh thần và cảm xúc là quan trọng, luật biểu hiện cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hành động. Những hành động phù hợp với mục tiêu và niềm tin của bạn được coi là thiết yếu để đưa mong muốn của bạn biểu hiện ra thực tại. Quy luật số 19 Luật kháng cự Theo luật kháng cự, khi bạn càng chống cự lại điều gì, điều đó càng tồn tại và ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Luật kháng cự nói rằng, những gì bạn chống cự, bạn sẽ trở thành. Nếu không phải trong kiếp sống này, thì sẽ trong một kiếp sống khác trong tương lai. Và sau đây là một số khía cạnh chính của luật kháng cự một Thu hút những trải nghiệm bị kháng cự Luật kháng cự cho rằng Việc chống lại một người, một tình huống Hoặc một cảm xúc Sẽ dẫn đến việc thu hút nhiều hơn Những tình huống, những con người Và những cảm xúc tương tự vào cuộc sống của bạn Nguyên nhân là do khi bạn kháng cự lại điều gì đó Bạn sẽ tập trung năng lượng Và sự chú ý của bạn vào điều đó nhiều hơn Và kết quả là bạn thu hút Những điều tương tự vào cuộc sống của mình 2. Nỗi sợ hãi Nguyên nhân của sự kháng cự thường bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Nỗi sợ này có thể là sợ thay đổi, sợ mất kiểm soát, sợ thất bại, sợ bị từ chối, sợ mất mát, sợ cô đơn, sợ bị phán xét, sợ tổn thương, vân vân. Luật kháng cự cho rằng việc đối mặt và hiểu rõ về những nỗi sợ bên trong mình là cần thiết để vượt qua sự kháng cự. 3. Sự kéo dài của vấn đề. Bằng cách chống lại một vấn đề bạn có thể đang vô tình làm kéo dài thời gian ảnh hưởng của vấn đề đó lên cuộc sống của bạn. 4. Biến đổi thông qua sự chấp nhận. Sự chấp nhận những gì bạn đang kháng cự lại thường dẫn đến sự biến đổi. Bằng cách chấp nhận một tình huống hoặc một cảm xúc mà không cố gắng thay đổi nó ngay lập tức, bạn có thể đạt đến sự hiểu biết sâu sắc và rõ ràng, từ đó dẫn đến sự thay đổi tích cực. 5. Là tiền đề của luật chấp nhận. Luật kháng cự mở ra tiền đề cho quy luật tiếp theo mà chúng ta chuẩn bị tìm hiểu, đó là luật chấp nhận. Quy luật số 20 Luật chấp nhận Thông qua những quy luật đã tìm hiểu như luật tự do ý chí, luật trí tuệ, luật biểu hiện, vân vân, chúng ta có thể thay đổi thực tại, giảm nhẹ hoặc xóa bỏ nghiệp báo bằng cách thay đổi suy nghĩ, thay đổi niềm tin, nâng cao trí tuệ, thực hành lòng từ bi. Nhưng chúng ta cũng cần phải chấp nhận rằng vẫn sẽ có một số tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của mình những tình huống này thường được chi phối bởi những quy luật căn bản của vũ trụ mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần cuối của video này như đã đề cập trong luật tổng thể một sự kiện xảy ra với chúng ta rất hiếm khi chỉ xuất phát từ một quy luật nhất định mà thường là sự kết hợp giữa nhiều quy luật với nhau vì vậy có một số sự kiện định mệnh đã được sắp đặt trước chúng tồn tại và dù chúng ta có cố gắng kháng cự đến mấy cũng không tài nào thay đổi được ví dụ khi bạn học được bài học từ luật ân điển bạn thực hành lòng từ bi nhưng khoảng thời gian từ lúc bạn thực hành cho đến khi sự kiện định mệnh xảy ra là quá ngắn để bạn chứng minh rằng bạn đã rút ra được bài học nghiệp của mình thì khi đó sự kiện định mệnh vẫn sẽ xảy ra thì đây là một tình huống mà chúng ta cần phải chấp nhận rằng chúng ta không thể nào kiểm soát được tuy không thể ngăn chặn được những sự kiện định mệnh này xảy ra nhưng bằng cách chấp nhận sự thật này chấp nhận những gì đang diễn ra là không thể thay đổi bạn sẽ không làm tăng thêm những hậu quả tiêu cực và ngăn chặn sự lan rộng của những hậu quả tiêu cực này sang những khía cạnh khác trong cuộc sống của mình và sau đây là một số khía cạnh chính của luật chấp nhận một chấp nhận những gì đang diễn ra luật này ủng hộ việc chấp nhận thực tại như nó đang là và không chống cự nó liên quan đến việc hiểu và chấp nhận thực tế rằng có một số tình huống hoặc kết quả không thể thay đổi. 2. Giảm bớt đau khổ. Theo luật này, nhiều khổ đau của con người được gây ra bởi việc chống lại những gì đang diễn ra hoặc mong muốn một thực tại khác nhưng cuối cùng không thể đạt được. Bằng cách chấp nhận, nó có thể giúp chúng ta giảm bớt đau khổ khi những sự kiện bất như ý diễn ra. 3. Cân bằng cảm xúc. Sự chấp nhận nói thì dễ nhưng lại không hề đơn giản. Nó đòi hỏi việc duy trì sự cân bằng giữa cảm xúc bên trong và thực tại bên ngoài bằng cách không cho phép những sự kiện đang diễn ra bên ngoài làm xáo trộn sự bình yên của nội tâm. Để làm được điều này, chúng ta cần phải học cách rèn luyện và thực hành chánh niệm thường xuyên. Phương pháp này sẽ giúp chúng ta có khả năng tách biệt phần ý thức và cảm xúc. Từ đó, chúng ta có thể quan sát cảm xúc của mình và đưa ra những hành vi đúng đắn. 4. Tập trung vào những gì có thể kiểm soát trong khi chấp nhận rằng đây là điều không thể thay đổi, luật này cũng nhấn mạnh vào việc tập trung năng lượng và nỗ lực vào những khía cạnh mà bạn vẫn có thể kiểm soát được, ví dụ như suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình. 5. Tự do khỏi sự gắn bó. Luật chấp nhận cũng cho ta thấy rằng sự gắn bó, đặc biệt là gắn bó với vật chất, kết quả, thậm chí là một niềm tin cụ thể, có thể dẫn đến sự thất vọng và đau khổ. Trong ngữ cảnh này, sự chấp nhận được xem là con đường dẫn đến sự bình yên và giải thoát cho tâm hồn. Quy luật số 21 Luật biết ơn Từ góc độ của luật nhân quả, càng cho đi nhiều, bạn càng nhận lại được nhiều. Từ góc độ của luật thống nhất, khi bạn giúp đỡ người khác cũng chính là lúc bạn đang giúp đỡ chính mình. Luật biết ơn là một nguyên tắc tâm linh và tâm lý học, nhấn mạnh tầm quan trọng và sức mạnh của lòng biết ơn trong việc ảnh hưởng đến thực tại và trải nghiệm cuộc sống của một người. Theo luật này, việc thể hiện và cảm nhận lòng biết ơn có thể dẫn đến những thay đổi tích cực trong cuộc sống, cả bên trong lẫn bên ngoài. Và sau đây là một số khía cạnh chính của luật biết ơn. 1. Luật hấp dẫn theo luật hấp dẫn, bạn càng biết ơn điều gì, điều đó càng đến với bạn nhiều hơn. Bằng cách thực hành lòng biết ơn với điều mà bạn muốn thu hút, bạn có thể thu hút thêm nhiều điều tương tự vào cuộc sống của mình. 2. Thay đổi sự tập trung và quan điểm. Việc thực hành lòng biết ơn giúp chuyển hướng sự tập trung của bạn từ những thiếu sót, tiêu cực sang những điều dồi dào và tích cực trong cuộc sống. Sự thay đổi quan điểm này có thể giúp cải thiện tâm trạng, phát triển khả năng ứng đối và giúp bạn có cái nhìn lạc quan hơn về một vấn đề. 3. Cải thiện sức khỏe tinh thần Nhiều nghiên cứu trong tâm lý học đã chỉ ra rằng lòng biết ơn có mối liên hệ mạnh mẽ với cảm giác hạnh phúc bên trong một người. Việc thực hành lòng biết ơn có thể cải thiện sức khỏe tâm lý, giảm cảm giác lo âu và trầm cảm. 4. Cải thiện sức khỏe thể chất Bên cạnh lợi ích về tâm lý, lòng biết ơn cũng giúp cải thiện sức khỏe thể chất bằng cách nâng cao sức đề kháng, tăng cường khả năng phục hồi của cơ thể và giảm đau nhức. 5. Củng cố và xây dựng mối quan hệ Việc thể hiện lòng biết ơn giúp củng cố những mối quan hệ hiện có, cũng như tạo nên và xây dựng những mối quan hệ mới. Nó tạo ra một cảm giác kết nối và trân trọng lẫn nhau trong một tập thể. 6. Nam châm thu hút sự giàu có Luật biết ơn gợi ý rằng, bằng cách xem trọng những gì bạn đang có, bạn sẽ trở thành nam châm thu hút sự giàu có vào cuộc sống của mình. 7. Thanh lập tâm trí và cải thiện sự tập trung. Lòng biết ơn có thể giúp thanh lập tâm trí, giảm tư duy quá mức, duy trì sự tập trung vào thời điểm hiện tại, tăng cường sự hiện diện và chánh niệm. 8. Sự kiên cường trong hoàn cảnh khó khăn. Thực hành lòng biết ơn có thể giúp một cá nhân tìm thấy ánh sáng trong những tình huống khó khăn nhất, thúc đẩy sự kiên cường trong hoàn cảnh này và nâng cao khả năng phục hồi sau những tổn thương. Quy luật số 22, luật hấp dẫn trong cuốn sách nhà giả kim có câu trái tim bạn đặt ở đâu thì nơi đó chính là kho báu khi bạn khao khát một điều gì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó tương tự luật hấp dẫn cũng nói rằng bạn tập trung sự chú ý vào nơi nào năng lượng của bạn sẽ chảy về nơi đó những gì giống nhau sẽ có xu hướng tiến gần tới nhau bạn thu hút vào cuộc sống của mình những gì có cùng tần số với rung động mà bạn tạo ra thông qua suy nghĩ lời nói cảm xúc và hành động nếu bạn tiêu cực bạn sẽ thu hút những con người những tình huống và những trải nghiệm tiêu cực và ngược lại cũng vậy nếu bạn tích cực bạn thu hút những con người tình huống và trải nghiệm tích cực vào trong cuộc sống của mình và sau đây là một số khía cạnh chính của luật hấp dẫn một sức mạnh của suy nghĩ và cảm xúc luật hấp dẫn cho rằng suy nghĩ và cảm xúc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến những gì mà một người trải nghiệm trong cuộc sống suy nghĩ và cảm xúc tích cực được tin là thu hút những trải nghiệm tích cực, trong khi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực sẽ thu hút những trải nghiệm tiêu cực. 2. Hình ảnh hóa. Những gì có trong đầu thì sẽ có trên tay. Một trong những phương pháp chủ yếu của luật hấp dẫn chính là hình ảnh hóa thông qua quá trình tưởng tượng. Bạn hình dung và tưởng tượng một cách chi tiết cụ thể về những gì mà bạn muốn xảy ra. Mục tiêu của phương pháp này là giúp điều chỉnh năng lượng của bạn về mức cùng tần số với mục tiêu mà bạn muốn thu hút. 3. Khẳng định tích cực Khẳng định tích cực hay tự kỷ ám thị được thực hiện bằng cách lặp đi lặp lại những ngôn từ tích cực phù hợp với mục tiêu mà bạn muốn đạt được. Phương pháp này được sử dụng để lập trình lại tiềm thức, thay thế cho những niềm tin cũ, tiêu cực thành những niềm tin mới, tích cực hơn. 4. Tần số và sự rung động Luật hấp dẫn mở ra khái niệm về tần số và sự rung động. Người ta tin rằng mọi thứ trong vũ trụ, bao gồm cả suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta, đều đang rung động ở những mức tần số nhất định và những thứ có thần số giống nhau sẽ thu hút nhau. 5. Hành động và quá trình hợp tác sáng tạo Mặc dù luật hấp dẫn nhấn mạnh vào suy nghĩ và niềm tin, nó cũng đề cao tầm quan trọng của việc thực hiện các bước hành động hướng tới mục tiêu. Các bạn có thể xem lại video về hiệu ứng cánh bướm trên kênh của Văn để hiểu hơn quá trình hợp tác sáng tạo này diễn ra như thế nào. 6. Trách nhiệm cá nhân Luật hấp dẫn có mối quan hệ chặt chẽ với luật trách nhiệm. Khi thực hành luật hấp dẫn, Người thực hành cần phải học cách kiểm soát suy nghĩ và điều chỉnh cảm xúc của mình. Theo thời gian, người thực hành sẽ nhận ra rằng họ chính là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những suy nghĩ và cảm xúc trong cuộc sống của mình. Quy luật số 23, luật định mệnh. Luật định mệnh hay còn gọi là số phận nói rằng, thông qua việc lựa chọn thời gian và địa điểm nơi mà bạn được sinh ra, dựa trên những nguyên tắc chiêm tinh, bạn đã được định trước những tính cách, phẩm chất, khả năng và những thách thức mà bạn phải đối mặt trong đời sống này. Nguyên tắc chiêm tinh này dựa trên những bài học nghiệp mà bạn chưa thể vượt qua, cùng với mức độ tiến hóa của linh hồn sau khi đã trải qua nhiều kiếp sống. Tất cả đều đã được lưu trữ trong tiềm thức tổng quát, hay còn gọi với cái tên là bộ nhớ Akashic hoặc thư viện của vũ trụ. Chú thích, các bạn có thể xem lại phần giải thích về tiềm thức tổng quát trong video chính lợi ích khi vận dụng sức mạnh tiềm thức trên kênh của Văn để hiểu thêm về những khái niệm này. Hết chú thích. Và căn cứ vào tập hợp nghiệp báo đã được lưu trữ trong bộ nhớ Akashic cùng với mức độ tiến hóa của linh hồn. Mỗi linh hồn sẽ mang một tần số rung động nhất định nhờ vào lực hấp dẫn của từ trường mà linh hồn của bạn sẽ được thu hút và tái sinh vào một châu lục, một quốc gia, một địa phương và một gia đình phù hợp với tần số rung động của linh hồn bạn. Từ đây, định mệnh của bạn bắt đầu. Những gì bạn trải qua trong kiếp sống này chính là sự tiếp nối của quá trình tiến hóa tâm linh mà bạn đã dừng lại trong kiếp sống trước những khó khăn và thử thách mà bạn gặp phải trong kiếp sống này chính là những bài học mà bạn vẫn chưa hoàn thành trong những kiếp sống trước những điều như ý và bất như ý mà bạn trải qua trong kiếp sống này chính là hậu quả từ những hành động tích cực hoặc tiêu cực mà bạn đã gây ra trong quá khứ và sau đây là một số khía cạnh chính của luật định mệnh một sự lựa chọn của linh hồn Luật này cho rằng linh hồn chọn điều kiện sinh ra của mình Bao gồm cha mẹ Và các hoàn cảnh trong cuộc đời Nhằm tạo điều kiện cho những trải nghiệm Và những bài học cần thiết Cho quá trình Tiến hóa tâm linh 2. Lực hấp dẫn từ trường Tương tự như luật hấp dẫn Một cá nhân thu hút vào cuộc đời của mình những trải nghiệm Và những con người phản ánh đúng đường năng lượng Và tần số rung động của họ Điều này bao gồm cả việc Thu hút những người mà họ có các mối liên kết nghiệp Trong quá khứ để cùng nhau hóa giải nghiệp báo hoặc thu hút những người Bồ Tát người sẽ dạy họ hoặc giúp họ nhận ra những bài học nghiệp trong kiếp sống này 3. Định mệnh có thể thay đổi Như đã đề cập trong những quy luật trước bạn hoàn toàn có thể thay đổi, xóa bỏ hoặc giảm nhẹ hậu quả từ những sự kiện định mệnh mang lại bằng cách nâng cao trí tuệ thực hành ân điển, sống hòa hợp, vân vân. Quy luật số 24 Luật thịnh vượng Luật Thịnh Vượng nói rằng vũ trụ là vô hạn, dồi dào và dư giả tài nguyên cho tất cả mọi người. Mặc dù đa số những người đang sống trên hành tinh này cảm giác như họ rất thiếu thốn, nhưng vũ trụ của chúng ta vốn dĩ giàu có và có đủ mọi thứ cho tất cả mọi người. Chỉ là linh hồn của họ chưa tiến hóa đến mức có thể nhận ra điều này mà thôi. Điều này cũng tương tự như việc sẽ có rất ít người hữu duyên xem được video này và lại càng có ít người hơn nữa đủ kiên trì để xem đến quy luật số 24. Nếu bạn là một trong số những người ít ỏi đó, thì văn xin chúc mừng bạn. Bạn đã khám phá ra được một bí mật để trở nên giàu có và thịnh vượng. Hãy comment xuống bên dưới rằng bạn đã xem được luật thịnh vượng, để văn biết rằng bạn là một trong số ít những người đã xem đến đây. Cảm ơn bạn. Và sau đây là một số khía cạnh chính của luật thịnh vượng. một Sự dồi dào của vũ trụ Luật thịnh vượng nói rằng vũ trụ vốn dĩ giàu có, luôn có đủ cơ hội và tài nguyên cho tất cả mọi người không chỉ của cải, vật chất mà nó còn bao gồm cả tình yêu, mối quan hệ, sự sáng tạo và trải nghiệm trong cuộc sống. 2. Niềm tin và quan điểm cá nhân. Luật này nhấn mạnh rằng quan điểm và niềm tin của một cá nhân về sự giàu có hay thiếu thốn ảnh hưởng lên trải nghiệm cuộc sống của họ. Nếu một người tin rằng họ đang sống trong một vũ trụ của sự giàu có, họ có nhiều khả năng nhận thấy và đón nhận cơ hội làm giàu mà vũ trụ mang lại cho họ. Và ngược lại, nếu một người tin rằng vũ trụ vốn dĩ thiếu thốn, họ sẽ nhận thấy rằng đầy rẫy sự thiếu thốn đang ở xung quanh họ. 3. Lòng biết ơn. Lòng biết ơn gắn liền với tần số rung động của sự giàu có, thịnh vượng và đủ đầy. Một người luôn biết trân trọng những gì mình đang có và sống với lòng biết ơn sẽ dễ dàng thu hút sự giàu có đến với họ. Quy luật số 25. Luật định hướng pháp. Trong khi nghiệp báo là nghĩa vụ mà bạn cần phải hoàn thành với chính mình, thì pháp là nghĩa vụ mà bạn cần phải hoàn thành với tập thể. Pháp trong tiếng Phạn nghĩa là hướng đi đúng đắn, bổn phận chính đáng hoặc sống đúng đắn. Nhưng khái niệm về pháp có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều so với cách dịch trực tiếp của nó. Về cơ bản, pháp của bạn nghĩa là mục đích của bạn trong cuộc sống này. Pháp của bạn là tiếng gọi thực sự bên trong bạn, những gì mà bạn được giao phó để hoàn thành khi đến với kiếp sống này. Luật định hướng pháp nói rằng, bên trong mỗi chúng ta tồn tại một la bàn hướng dẫn nó dẫn đường cho linh hồn đến với đúng nghĩa vụ mà linh hồn đó cần phải hoàn thành đối với tập thể và xã hội phương pháp ở đây chính là lắng nghe những hướng dẫn từ sâu bên trong bạn những tiếng nói nhỏ luôn thôi thúc bạn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống và xã hội để dễ dàng hơn trong việc lắng nghe nội tâm thì pháp của bạn có thể rơi vào một trong tám khía cạnh sau một lao động phổ thông con đường này bao gồm đa số các nghề nghiệp liên quan đến chân tay là chủ yếu bao gồm cả nội trợ 2. Quân sự bao gồm quân nhân, cảnh sát, quân y, tình báo, đặc nhiệm. 3. Dịch vụ bao gồm hầu hết những người làm trong lĩnh vực liên quan đến tôn giáo, y tế, dịch vụ xã hội và phúc lợi. 4. Giáo dục bao gồm giáo viên và tất cả những người làm nhiệm vụ truyền đạt kiến thức. 5. Sáng tạo bao gồm nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên. 6. Khoa học bao gồm các nhà nghiên cứu về y học, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, hàng không vũ trụ, vật lý học. 7. Chính trị, bao gồm tất cả những người vận hành bộ máy chính trị của một xã hội, một quốc gia. 8. Triết học, bao gồm các triết học gia, những người nghiên cứu về tôn giáo, huyền học, chiêm tinh học và siêu hình học, vân vân. Tóm lại, luật định hướng pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe hướng dẫn nội tâm và thực hiện nghĩa vụ của mình. Mỗi người sẽ có những hướng dẫn riêng cho một lĩnh vực cụ thể. Quy luật số 26 Luật trật tự tự nhiên Mọi thứ đều như nó nên là Luật trật tự tự nhiên nói rằng Mọi thứ trong vũ trụ đều có một trật tự Một vị trí và một mục đích xứng đáng với nó Và mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau Phụ thuộc lẫn nhau Và mọi thứ đều đang hoạt động một cách hài hòa Với mọi thứ khác Ngay cả khi những thứ dường như có vẻ hỗn loạn Hoặc không có kế hoạch Đều là một phần của một trật tự lớn hơn theo luật trật tự tự nhiên, mỗi cá nhân đều có một mục đích hoặc một sứ mệnh trong kiếp sống này và tất cả các sứ mệnh đều có sự kết nối với nhau và có một trật tự nhất định. Khi đất nước gặp khó khăn, người lãnh đạo tài năng sẽ xuất hiện. Vì sao có người thành công ở tuổi đôi mươi nhưng lại có người đến cuối đời mới thành công rực rỡ? Tất cả đều đã được sắp xếp theo một trật tự. Dưới đây là một số khía cạnh chính của luật trật tự tự nhiên. Một hòa mình cùng vũ trụ luật trật tự tự nhiên khuyến khích mỗi cá nhân hãy tin tưởng vào sự sắp xếp của vũ trụ từ bỏ nhu cầu kiểm soát những tình huống nằm ngoài khả năng của mình và tin tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra vì mục đích duy trì sự cân bằng của vũ trụ đây chính là con đường dễ dàng nhất để một cá nhân có thể tìm thấy sự bình yên hài hòa và thỏa mãn trong cuộc sống hai mục đích của vạn vật luật trật tự tự nhiên ngụ ý rằng tất cả các sự kiện ngay cả những điều có vẻ như tiêu cực xáo trộn hay hỗn loạn đều có mục đích và đang góp phần tạo nên trật tự của vũ trụ. 3. Thời điểm hoàn hảo. Luật trật tự tự nhiên khẳng định rằng mọi thứ đều xảy ra vào đúng thời điểm hoàn hảo nhất của nó, theo đúng trật tự mà nó cần phải xảy ra, cả tích cực lẫn tiêu cực. Quy luật số 27, luật tương quan. Sự tương quan trong tiếng Việt có nghĩa là sự dính líu hoặc có sự liên hệ với nhau luật tương quan nói rằng nếu hai hay nhiều thực thể có điều gì đó chung sự chung đó có thể được sử dụng để ảnh hưởng hoặc kiểm soát thực thể khác mức độ kiểm soát phụ thuộc vào mức độ tương quan giữa những thực thể càng có nhiều điểm chung sự ảnh hưởng lẫn nhau sẽ càng lớn như đã nhắc đến trong luật rung động hay luật thống nhất tất cả chúng ta đều có sự liên kết với nhau nhưng mức độ liên kết giữa những người trong gia đình như ba mẹ con cái vợ chồng sẽ dày đặc hơn nhiều so với những người xa lạ, chưa từng quen biết. Đây cũng là lý do vì sao mà mọi người hay nói đến giác quan thứ sáu hoặc thân giáo cách cảm. Bởi vì càng có nhiều sự tương quan, càng có nhiều sợi dây liên kết, dẫn đến sự ảnh hưởng sẽ càng lớn. Một người mẹ hoàn toàn có thể cảm nhận được đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với con của mình. Dù hai người ở một khoảng cách rất xa, thông qua những cảm giác như bồn chồn, lo lắng, tim đập nhanh, và sau đây là một số khía cạnh chính của luật tương quan. một Kết nối thông qua đặc điểm chung Luật tương quan cho rằng nếu hai hay nhiều thực thể, bao gồm cả suy nghĩ và ý tưởng, có điểm gì đó chung, thuộc tính chung này có thể được sử dụng để tạo ra sự liên kết giữa chúng. Càng có nhiều điểm chung, mỗi liên kết càng mạnh. 2. Sự ảnh hưởng và kiểm soát Mức độ liên kết càng cao có thể tạo ra sự ảnh hưởng hoặc thậm chí là sự kiểm soát. Càng tạo ra được nhiều điểm chung, mức độ ảnh hưởng hoặc kiểm soát lẫn nhau sẽ càng lớn. 3. Trí nhớ và học tập. Trong lĩnh vực tâm lý học, luật này quan trọng trong việc hiểu về cách hoạt động của trí nhớ. Nó gợi ý rằng khả năng ghi nhớ và học tập của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cách mà thông tin được liên kết trong tâm trí. Ví dụ, việc kết nối một thông tin mới với điều mà chúng ta đã biết trước đó sẽ giúp cho thông tin mới dễ dàng được ghi nhớ hơn. 4. Tương tác xã hội. Trong tâm lý xã hội, luật tương quan giải thích về cách con người liên kết và ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta thường hình thành những mối quan hệ và sự liên kết với những người có chung sở thích, chung niềm tin hoặc cùng vùng miền. 5. Marketing và quảng cáo Trong marketing, thương hiệu tạo ra sự ảnh hưởng lên người tiêu dùng bằng cách cho họ thấy thật nhiều điểm chung giữa thương hiệu và lối sống hoặc niềm tin của người tiêu dùng. Quy luật số 28. Luật thái độ luật thái độ nói rằng không có gì trong vũ trụ có thể làm hại bạn ngoại trừ thái độ của chính bạn chính thái độ của bạn là thứ đưa bạn đến những trải nghiệm tích cực hoặc tiêu cực trong cuộc sống và cũng chính thái độ của bạn sẽ làm trầm trọng hơn hoặc giảm nhẹ bớt những ảnh hưởng tiêu cực từ vấn đề không có hai người nào sẽ phản ứng giống nhau trong cùng một tình huống tuân theo luật tự do ý chí bạn có quyền lựa chọn thái độ mà bạn sẽ phản ứng lại khi một tình huống xảy ra luật thái độ là một khái niệm nhấn mạnh về tầm quan trọng của thái độ cá nhân trong việc hình thành những trải nghiệm và phản ứng của họ với các sự kiện xảy ra trong cuộc sống luật này cho rằng thái độ của một cá nhân đóng vai trò then chốt trong việc xác định cách mà họ nhận thức tương tác và bị ảnh hưởng bởi những tình huống mà họ gặp phải sau đây là một số khía cạnh chính của luật thái độ một ảnh hưởng đến nhận thức và trải nghiệm luật thái độ nói rằng thái độ của một người có ảnh hưởng đáng kể đến cách mà họ nhận thức và trải nghiệm các sự kiện xung quanh họ thái độ tích cực có thể dẫn đến một sự nhận thức và cách giải quyết vấn đề theo hướng lạc quan và hòa giải trong khi thái độ tiêu cực có thể dẫn đến một sự méo mó trong nhận thức tạo nên sự bi quan và chán nản hai trách nhiệm cá nhân bởi vì mỗi người có quyền tự do lựa chọn thái độ phản ứng của mình trong mọi tình huống luật thái độ nhấn mạnh rằng Mỗi cá nhân cần phải chịu trách nhiệm cho trạng thái cảm xúc và tinh thần của bản thân. 3. Ảnh hưởng đến kết quả. Theo luật này, thái độ của một người không chỉ thay đổi cách họ trải nghiệm một sự kiện mà còn ảnh hưởng đến kết quả thực tế. Phản ứng với một thái độ lạc quan, tích cực có thể giảm nhẹ mức độ của sự ảnh hưởng, trong khi thái độ bi quan, tiêu cực có thể làm trầm trọng hơn hậu quả của vấn đề. 4. Vai trò trong phát triển cá nhân luật thái độ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cá nhân bằng cách chủ động lựa chọn và nuôi dưỡng thái độ tích cực một tinh thần xây dựng cá nhân có thể đối phó với những thách thức trong cuộc sống một cách hiệu quả hơn học hỏi từ những thách thức và trở nên mạnh mẽ hơn sau những tình huống khó khăn Quy luật số 29 Luật cam kết Khi bạn khao khát một điều gì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó Vũ trụ được tin là có sự cảm ứng và kết nối nhanh hơn đối với những người có sự cam kết hoàn toàn với mục tiêu. Luật cam kết nói rằng, khi mục tiêu của bạn trở nên rõ ràng, bạn đưa ra quyết định và cam kết với quyết định của mình. Kể từ giây phút đó, mọi thứ sẽ bắt đầu sắp xếp vào đúng trật tự và vị trí của nó. Mọi thứ xảy ra với bạn gần như một cách kỳ diệu. Như thể bạn là một thổi nam châm thu hút những cơ hội cần thiết để bạn có thể hiện thực hóa mục tiêu của mình. Dưới đây là một số khía cạnh chính của luật cam kết một Rõ ràng về ý định Luật này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một ý định rõ ràng và cụ thể Khi bạn biết chính xác mình muốn đạt được điều gì Mọi thứ sẽ đến với bạn như một phép mộc Hai, Phù hợp với mục đích của vũ trụ Luật này cũng gợi ý rằng Khi mục tiêu mà bạn cam kết có sự hài hòa với mục đích chung của vũ trụ Nghĩa là nó hướng tới lợi ích của cộng đồng và xã hội Hoặc thuận theo tự nhiên Bạn có thể đạt được thành công lớn hơn rất nhiều So với những mục tiêu cá nhân khác 3, Nam châm thu hút. Tương tự như luật hấp dẫn, luật cam kết cho rằng một cam kết mạnh mẽ có thể hoạt động như một thỏi nam châm, giúp bạn thu hút các nguồn lực, tài nguyên, cơ hội và con người cần thiết để bạn hiện thực hóa mục tiêu. 4. Mối liên hệ với luật tập trung sẽ có sự khác biệt giữa một người cam kết với một mục tiêu và một người cam kết với nhiều mục tiêu. Cụ thể sự khác biệt này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong luật tập trung ở phần cuối của video này. Quy luật số 30 Luật mâu thuẫn Luật mâu thuẫn nói rằng bạn sẽ trải qua một sự không thoải mái về mặt tinh thần khi hành động của bạn có sự mâu thuẫn với niềm tin bên trong bạn. Ví dụ, bạn biết việc đó là xấu, nhưng bạn vẫn làm. Bạn biết việc hút thuốc lá là không tốt cho sức khỏe, nhưng bạn vẫn hút. Bạn biết việc ngoại tình là sai, nhưng bạn vẫn tiếp tục mối quan hệ với người thứ ba. Khi mâu thuẫn xảy ra, mỗi cá nhân sẽ có hai lựa chọn. Một là thay đổi hành động để phù hợp với niềm tin Hai là thay đổi niềm tin bằng cách phủ nhận hoặc ngụy biện cho hành động của mình. Người hút thuốc lá sẽ bỏ hút thuốc hoặc biện minh bằng cách nói rằng việc hút thuốc lá sẽ giúp họ cảm thấy bớt căng thẳng trong công việc. Người phụ nữ ngoại tình sẽ dừng lại hoặc biện minh cho hành động của mình bằng cách nói rằng chồng tôi không biết sẽ không làm tổn thương anh ấy. Bên cạnh đó khi nhu cầu của tôi được thỏa mãn tôi sẽ trở thành một người vợ tốt hơn. Theo luật tự do ý chí bạn có quyền tự do lựa chọn cách mà bạn phản ứng lại với bất kỳ tình huống nào, nhưng hãy cân nhắc về những hậu quả từ những quy luật khác mang lại cho bạn trong tương lai. Dưới đây là một số khía cạnh chính của luật mâu thuẫn. một Bất hòa nhận thức Đây là một khái niệm chính đằng sau luật mâu thuẫn. Bất hòa nhận thức xảy ra khi một người cảm thấy căng thẳng hoặc khó chịu tâm lý do nắm giữ hai hoặc nhiều quan điểm, ý tưởng hoặc giá trị mâu thuẫn với nhau. 2 sự không tương thích giữa hành động và niềm tin. Luật mâu thuẫn thường được kích hoạt khi nó có sự không tương thích giữa hành động và niềm tin của một người. 3. Tìm kiếm sự nhất quán Tâm trí con người theo một cách tự nhiên luôn tìm kiếm sự nhất quán giữa quan điểm và hành động. Khi xảy ra sự không nhất quán hay mâu thuẫn, một người sẽ cố gắng tìm cách để giảm bớt sự mâu thuẫn này. 4. Ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định Luật mâu thuẫn có thể ảnh hưởng đáng kể đến quá trình ra quyết định vì mọi người thường có xu hướng lựa chọn những gì có thể giúp họ giảm nhẹ đi những mâu thuẫn bên trong. 5. Ảnh hưởng tâm lý và cảm xúc. Sự bất hòa nhận thức kéo dài có thể dẫn đến những cảm giác bất an, lo âu và khó chịu, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của một người. Lực số 31. Luật vật cực tức phản. Sống ở đời, cái gì quá cũng đều không tốt. Cổ nhân có câu, cực lạc sinh bi, cực thịnh, ác suy, vật cực tức phản. Luật này nói rằng, một vật hoặc một sự việc, khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn của nó, sẽ bắt đầu quá trình phản đảo lại. Như đã đề cập trong luật rung động, năng lượng luôn di chuyển, không thể đứng yên, vì như vậy sẽ rơi vào trạng thái trì trệ của năng lượng và dẫn đến sự biến đổi cực thịnh nghĩa là ta không thể nào có thể phát triển hơn được nữa lúc này năng lượng sẽ đi vào trạng thái trì trệ và dẫn đến sự biến đổi lịch sử đã chứng minh rằng bất kỳ quốc gia nào đạt đến đỉnh cao cũng đã tự phân rã và sụp đổ mà không cần tác động từ đối thủ bên ngoài một cặp đôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn trở ngại từ gia đình khoảng cách địa lý vấn đề tài chính nhưng cuối cùng lại chọn cách ly hôn khi mọi thứ đã bắt đầu đi vào sự ổn định một người giám đốc thành đạt đi đến đỉnh cao của sự nghiệp sau đó gặp khủng hoảng ở tuổi trung niên suy nhược thần kinh và tự phá hủy tất cả một người trẻ tuổi thừa kế tài sản và tự hủy hoại bản thân bằng cách ăn chơi xa đọa một người đàn ông trung thực trở thành một chính trị gia nắm trong tay quyền lực và ngày càng biến chất luật vật cực tất phản nhấn mạnh vào việc không được ngủ quên trên chiến thắng mà phải luôn hướng tới sự phát triển bằng cách tìm kiếm sự thay đổi và không ngừng thách thức bản thân bên cạnh đó luật này cũng khuyến khích con người đừng nên tuyệt vọng vào những lúc khó khăn nhất vì có thể hy vọng đang nằm ở trước mắt khi nghịch cảnh đi đến cuối cùng sẽ chuyển sang hướng tích cực hơn khi vận xấu đi đến cực điểm thì vận may sẽ đến vì vậy đừng ngại khó khăn mà hãy xem những nghịch cảnh đó như một cơ hội để tôi luyện bản thân mình sau đây là một số cách đơn giản mà bạn có thể áp dụng luật này vào cuộc sống hàng ngày như không ăn quá no không mặc quá ấm không ngồi quá nhiều không sống quá nhàn không luyện quá sức không vui quá đà không giận quá độ không khoe quá lố không quá tham lam, hưởng thụ quá mức. Và cuối cùng, câu hỏi đó là làm thế nào để hiện tượng phản đảo không xảy ra trong quá trình phát triển của một người? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm lời giải đáp thông qua luật trung dung trong phần cuối của video này. Quy luật số 32, luật tình yêu vô điều kiện. Tương tự như luật ân điển, luật tình yêu vô điều kiện được xem là một tham số dùng để điều chỉnh lại phương trình nghiệp báo của một người đây cũng chính là món quà thứ hai mà vũ trụ dành tặng cho những ai biết sống với tình yêu vô điều kiện nếu như luật ân điển gắn liền với lòng từ bi thì luật tình yêu vô điều kiện gắn liền với tình yêu thương tình yêu ở đây không phải là tình yêu lãng mạn giữa nam và nữ mà nó là tình yêu thương đối với tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đó là tình yêu thương đối với người thân bạn bè đồng bào đối với thiên nhiên đối với môi trường chúng ta đang sống đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ mới dừng lại ở tình yêu thương mà thôi tình yêu vô điều kiện là một tầng cao hơn của tình yêu thương nó nhấn mạnh vào việc chấp nhận người khác như họ vốn là không phán xét không đặt ra kỳ vọng và không cố gắng thay đổi họ luật tình yêu vô điều kiện đề cập đến việc chấp nhận người khác một cách hoàn toàn điều này bao gồm cả việc chấp nhận tính cách quan điểm cảm xúc và hành vi của họ mà không cố gắng thay đổi những điều này để phù hợp với mong muốn của bạn Quy luật số 33 Luật tổng hợp Luật tổng hợp nói rằng bạn là tổng hòa của tất cả những gì đã xảy ra với bạn trong đời sống này và cũng như được tích lũy qua nhiều kiếp sống trước. Mọi thứ từ tính cách cho đến sức khỏe, mối quan hệ, trải nghiệm, khả năng tư duy, vị trí nghề nghiệp và mọi thứ khác đều được xem như là một thước đo để chỉ ra bạn là ai, bạn đang ở vị trí nào trong hành trình phát triển tâm linh của mình. Và sau đây là một số khía cạnh chính của luật tổng hợp một bạn là duy nhất. Luật tổng hợp gợi ý rằng mỗi trải nghiệm về thể chất, tình cảm, tinh thần và tâm linh, dù tích cực hay tiêu cực, đều góp phần tạo ra bản sắc riêng của con người bạn. Hai, mọi thứ đều có ý nghĩa. Luật này nhấn mạnh rằng tất cả những sự kiện bạn đã trải qua, từ trường học, bạn bè, cho đến người yêu, công việc, không có gì là dư thừa hay vô nghĩa cả. Theo luật trật tự tự nhiên, khi đến thời điểm phù hợp bạn sẽ nhận ra rằng nghề nghiệp hay sứ mệnh mà vũ trụ giao cho bạn chính là điểm giao nhau của tất cả những công việc mà bạn đã từng làm trước đây. Hoặc cách mà bạn đối xử với người bạn đời của mình chính là bài học mà bạn đã rút ra được từ tất cả những mối quan hệ mà bạn từng có. 3. Sự phát triển cá nhân Luật tổng hợp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi từ những trải nghiệm trong quá khứ. Cá nhân có thể tự phát triển bản thân bằng cách chiêm nghiệm và rút ra bài học từ những gì đã xảy ra quy luật số 34, luật trì hoãn. Luật trì hoãn nói rằng khi bạn tránh né giải quyết những vấn đề liên quan tới cảm xúc và tình cảm, hoặc khi bạn từ chối chịu trách nhiệm đối với những tình huống khó khăn, hoặc bạn chọn một lối sống dưới mức tiềm năng của bản thân, nghĩa là bạn đang tự trì hoãn quá trình tiến hóa tâm linh của mình. Bạn có thể hoãn lại trong kiếp sống này, nhưng tất cả sẽ được tích tụ và dùng đến những kiếp sống tiếp theo, tạo ra một gánh nặng lên tinh thần và thể chất của bạn. Đó là lý do vì sao nhiều người từ khi sinh ra họ đã vui vẻ, tích cực, hoạt bát, còn một số khác lại luôn có vẻ ưu tư, phiền muộn. Và sau đây là một số khía cạnh chính của luật trì hoãn. một Từ chối chịu trách nhiệm Luật trì hoãn nói rằng, việc từ chối chịu trách nhiệm cho hành động hoặc tình huống của bản thân có thể làm cản trở sự phát triển và tiến hóa của linh hồn. 2. Không phát huy hết tiềm năng Bằng cách tránh né vấn đề, không đối mặt với thử thách, cá nhân có thể không nhận ra và phát huy hết tiềm năng vốn có của mình. 3. Hậu quả về thể chất và tâm lý. Luật Trì hoãn nói rằng, hậu quả của việc chậm giải quyết vấn đề có thể gây ra áp lực lên tinh thần, tâm lý và cả thể chất của một cá nhân, không chỉ trong kiếp sống này mà còn ảnh hưởng lên những kiếp sống khác trong tương lai. Quy luật số 35, luật cho đi. Bên cạnh luật ân điển, luật tình yêu vô điều kiện thì luật cho đi chính là quy luật thứ ba được phép can thiệp vào phương trình nghiệp báo. Đây cũng được xem như là món quà thứ ba mà vũ trụ dành tặng cho những ai biết sống với sự cho đi vô điều kiện. Cho đi cũng chính là một trong sáu pháp tu hành của Bồ Tát, hay còn gọi là bố thí ba la mật. Sự cho đi ở đây không chỉ đơn giản là cho đi mà thôi, mà nó còn là sự cho đi một cách vô điều kiện, bao gồm cho đi về mặt của cải vật chất, tinh thần và cả về sự hiểu biết của mình. Luật cho đi nói rằng, khi bạn cho đi một cách vô điều kiện không có bất cứ một dùng ý hay yêu cầu nào. Đặc biệt, kể cả khi người nhận đã từng làm cho bạn phật ý, từng làm bạn không hài lòng, kể cả khi cả hai đã từng có những mâu thuẫn, bức hòa trước đây, nhưng bạn vẫn chọn cách bỏ qua tất cả để cho đi và giúp đỡ đối phương với tâm hoan hỷ, không phiền muộn. Thì khi đó, bạn sẽ cho vũ trụ một tín hiệu để kích hoạt luật to đi. Lúc này, phương trình nghiệp báo của bạn sẽ được tính toán lại kèm theo những gì bạn đã cho đi một cách vô điều kiện trong kiếp sống này. Quy luật số 36 Luật tự trọng Lòng tự trọng là khả năng tự đánh giá, tự tôn trọng danh dự, phẩm chất và tư cách của một cá nhân Người có lòng tự trọng là người luôn nhận thức được giá trị của bản thân Biết mình là ai, mình tự hào về điều gì và không để ai xâm phạm đến nó Họ biết cách bảo vệ quyền và lợi ích của mình, không đi ngược lại với những giá trị đạo đức Nếu không có lòng tự trọng, chúng ta sẽ đánh mất đi giá trị của bản thân Khi đó, năng lực, phẩm chất và tiếng nói của bạn sẽ không được người khác chấp nhận và coi trọng khi một người có lòng tự trọng họ sẽ biết được giá trị bản thân của mình nằm ở đâu tần số của mình đang ở mức độ nào và trong quá trình hiện thực hóa hoặc thu hút mục tiêu họ sẽ biết rằng mình xứng đáng với điều gì và chưa xứng đáng với điều gì vì vậy khi kết hợp giữa luật tự trọng và luật hấp dẫn bạn chỉ có thể thu hút vào cuộc sống của mình những gì mà bạn cảm thấy xứng đáng và khi kết hợp giữa luật tự trọng và luật biểu hiện thì lòng tự trọng đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo nên thành công và hạnh phúc của một người. Và cuối cùng, khi kết hợp giữa luật tự trọng và luật phản chiếu, thì một cá nhân cảm nhận về bản thân như thế nào sẽ phản ánh trong mối quan hệ của họ với người khác. Khi một cá nhân tự tôn trọng chính mình thì người khác cũng sẽ tôn trọng họ. Quy luật số 37, luật phù hợp. Luật phù hợp nói rằng không có gì hoàn toàn đúng cũng không có gì hoàn toàn sai, chỉ có sự phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Mỗi linh hồn trải qua nhiều kiếp sống khác nhau, hình thành nên những phương trình nghiệp báo khác nhau. Vì vậy, mỗi linh hồn sẽ có những bài tập nghiệp khác nhau cần phải hoàn thành. Khi đối mặt với cùng một tình huống, thì những linh hồn khác nhau sẽ có cách giải quyết khác nhau, phụ thuộc vào bài học mà họ cần phải rút ra là gì. Vì vậy, nếu bạn là một linh hồn có mức độ tiến hóa cao hơn, bạn có thể cho rằng việc đó là sai, nhưng nó lại phù hợp với bài tập nghiệp của một linh hồn có mức độ tiến hóa thấp hơn. Thế nên, bạn hãy quan sát mọi thứ thông qua lăng kính của luật cho đi và luật tình yêu vô điều kiện để có thể chấp nhận mọi thứ như nó đang là. Quy luật số 38 Luật buông bỏ Có ít đi, sống nhiều hơn là lời tựa của một cuốn sách nói về nghệ thuật sống tối giản. Không phải tự nhiên mà có hàng ngàn cuốn sách viết về chủ đề này. Sự tối giản trong cuộc sống cũng gắn liền với một quy luật của vũ trụ gọi là luật buông bỏ Luật buông bỏ khuyên chúng ta hãy buông bỏ những thứ không còn hữu ích hoặc không còn phù hợp với mục tiêu của mình nữa. Điều này bao gồm những thứ như sách báo, quần áo, đồ dùng cá nhân, cho đến niềm tin, thói quen, lối sống và thậm chí là những mối quan hệ mà bạn cảm thấy không còn phù hợp. Luật buông bỏ nhấn mạnh rằng niềm vui và hạnh phúc nên nằm ở trải nghiệm thay vì là vật chất. Theo luật rung động thì tất cả mọi thứ đều có sự liên kết với nhau và bạn lại càng có nhiều sự liên kết hơn đối với những thứ mà bạn sở hữu hoặc những người trong vòng tròn quan hệ của bạn và theo luật vật cực tất phản thì khi những sự liên kết này đạt đến mức giới hạn của nó sẽ phản đảo lại và trở thành sự ràng buộc lúc này bạn giống như một cốc nước đầy càng đổ nước vào nước chỉ càng tràn ra mà thôi vì vậy việc từ bỏ đi những thứ không cần thiết không còn phù hợp sẽ giúp bạn cảm thấy tự do hơn và bắt đầu có thêm không gian để thu hút những trải nghiệm mới những bài học mới vào trong cuộc sống của mình Quy luật số 39 Luật tin tưởng Luật tin tưởng nói rằng bạn có thể có bất cứ thứ gì mà bạn muốn miễn sao điều đó không xung đột với niềm tin bên trong bạn Ví dụ, bạn mong muốn trở nên giàu có nhưng niềm tin của bạn là tiền rất khó kiếm và bạn cho rằng nếu một người kiếm được nhiều tiền thì chỉ có thể là làm ăn phi pháp mà thôi Kết quả là bạn sẽ không bao giờ có thể trở nên giàu có Ví dụ, bạn mong muốn có một người yêu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nhưng niềm tin của bạn là người xinh đẹp thì sẽ không tài giỏi, còn người tài giỏi thì sẽ không xinh đẹp. Kết quả là bạn không bao giờ gặp được người như bạn muốn. Luật tin tưởng cũng có nét tương đồng với luật mâu thuẫn. Trong khi luật mâu thuẫn nhấn mạnh sự hài hòa giữa niềm tin và hành động, thì luật tin tưởng lại nhấn mạnh sự hài hòa giữa niềm tin và mong muốn. Và khi kết hợp luật tin tưởng cùng luật mâu thuẫn, ta sẽ tạo ra một cấu trúc ba thành phần của luật tâm nguyên bao gồm mong muốn, niềm tin và hành động. Điều này có nghĩa là khi bạn tạo ra sự hài hòa giữa niềm tin, mong muốn và hành động, bạn sẽ có thể thúc đẩy quá trình hiện thực hóa diễn ra nhanh hơn. Quy luật số 40 Luật đồng bộ Luật đồng bộ hay nói một cách dễ hiểu hơn là sự trùng hợp là một khái niệm thường được thảo luận trong lĩnh vực tâm linh và tâm lý học đặc biệt nổi tiếng do Cajun một nhà tâm lý học người Thụy Sĩ đưa ra Luật này nói đến việc xảy ra của hai hay nhiều sự kiện có vẻ như liên quan với nhau nhưng lại hoàn toàn ngẫu nhiên không được sắp xếp hay xuất phát từ chủ đích của bạn hay một cá nhân khác những sự trùng hợp này thường mang ý nghĩa quan trọng đối với một cá nhân dựa trên luật phản chiếu để giải thích thì sự đồng bộ xảy ra được cho là sự phản chiếu của suy nghĩ cảm xúc và trạng thái tâm lý bên trong của một người ra thế giới bên ngoài ví dụ suy nghĩ về một chủ đề và sau đó bất ngờ gặp lại nó trong một ngữ cảnh hoàn toàn không liên quan và tạo cho bạn cảm giác như đã từng trải qua tình huống này trước đó theo luật đồng bộ, các sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên được cho là cung cấp những dấu hiệu, sự mách bảo và lời chỉ dẫn cho những tình huống trong cuộc sống. Sự đồng bộ thường xảy ra trong chu kỳ đầu và chu kỳ cuối của quá trình biểu hiện, hoặc khi một sự kiện đã đi đến cực thịnh hoặc cực suy như đã đề cập trong luật và cực tức phản. Ví dụ, những sự trùng hợp thường xảy ra khi bạn bắt đầu cam kết với mục tiêu của mình, sau đó biến mất và lại xuất hiện một lần nữa khi bạn đã gần đạt được mục tiêu sự trùng hợp cũng thường xảy ra khi một sự kiện bước vào giai đoạn cực thịnh như một lời mách bảo do sự phản đảo hoặc sự trùng hợp cũng xảy ra khi một sự kiện bước vào giai đoạn cực suy đóng vai trò như một lời chỉ dẫn giúp cá nhân thoát ra khỏi tình huống khó khăn này Quy luật số 41 Luật kiên nhẫn Mọi thứ trong cuộc sống, đặc biệt là những thay đổi và những thành tựu có ý nghĩa quan trọng thường mất thời gian để diễn ra Luật kiên nhẫn nói rằng mọi kết quả đều cần thời gian cho quá trình biểu hiện Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên nhẫn trong quá trình hiện thực hóa mong muốn và mục tiêu Và sau đây là một số khía cạnh chính của luật kiên nhẫn một Luật trật tự tự nhiên Luật kiên nhẫn gắn liền với luật trật tự tự nhiên gợi ý rằng mọi thứ đều đã được sắp xếp để xảy ra vào đúng thời điểm, việc vội vã hay thúc ép một sự kiện diễn ra có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn. Luật kiên nhẫn khuyên chúng ta nên có lòng tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp nhất. 2. Tập trung vào quá trình. Luật kiên nhẫn gợi ý rằng quá trình biểu hiện là một quá trình diễn ra một cách chậm rãi vì nó thuận theo dòng chảy của tự nhiên. Vì vậy, luật kiên nhẫn khuyến khích cá nhân nên tập trung sự chú ý vào quá trình biểu hiện thay vì tập trung vào kết quả cuối cùng. 3. Chấp nhận hiện tại. Bạn không thể nào bắt một đứa bé biết đi ngay sau khi mới sinh ra, cũng như không thể nào làm lành một vết thương chỉ sau một đêm. Và còn rất nhiều thứ không thể. Một khía cạnh quan trọng của sự kiên nhẫn chính là việc chấp nhận tình trạng của hiện tại. Điều này bao gồm cả việc hiểu và chấp nhận rằng có một số sự việc trong cuộc sống không thể nào có thể xảy ra ngay lập tức được. 4. Cái nhìn dài hạn. Luật kiên nhẫn bao gồm việc nhìn nhận các tình huống từ góc độ dài hạn, hiểu rằng những trở ngại và thách thức trong ngắn hạn chính là nền tảng và là sự thúc đẩy cho những thành công lâu dài và bền vững. Quy luật số 42, luật tiềm năng. Theo luật thống nhất, bạn là vũ trụ, vũ trụ cũng chính là bạn. Vì vậy, bên trong bạn cũng sở hữu những tiềm năng vô hạn từ vũ trụ. Điều này được thể hiện qua những nghiên cứu cho thấy rằng con người chúng ta chỉ sử dụng hơn 10% não bộ của mình mà thôi. Luật tiềm năng cho rằng mỗi cá nhân sở hữu một khả năng không giới hạn cho sự phát triển, biến đổi và sáng tạo, nhưng chỉ là chưa được phát hiện ra và khai thác đúng cách. Và cuối cùng, luật tiềm năng đặc biệt hiệu quả khi được kết hợp cùng với luật tin tưởng. Nó khuyến khích một cá nhân tin vào tiềm năng của bản thân, từ đó thúc đẩy quá trình hiện thực hóa diễn ra một cách nhanh chóng. Quy luật số 43 Luật tha thứ Luật tha thứ là một khái niệm tâm linh và tâm lý học nhấn mạnh hiệu quả chữa lành và nâng cao tần số thông qua sự tha thứ. Nó cho rằng việc tha thứ cho bản thân và cho người khác là cần thiết cho sự phát triển cá nhân, sức khỏe tinh thần và giải thoát tâm linh. Và sau đây là một số khía cạnh chính của luật tha thứ. một Sự tự chữa lành Sức mạnh của sự tha thứ không chỉ giúp chữa lành về mặt tinh thần mà còn cả về thể chất. Những cảm xúc áp bức như tội lỗi, giận dữ, ghen ghét, thù hằn là nguồn gốc sản sinh ra độc tố trong cơ thể. Về lâu về dài sẽ biểu hiện thành bệnh. Bằng cách tha thứ, một cá nhân có thể ngừng quá trình sản sinh độc tố, khai thông kinh lạc, mở khóa cho các cổng năng lượng và cho phép cơ thể tự chữa lành. 2. Giải phóng và nâng cao tần số Việc bạn tha thứ cho người khác cũng chính là đang tha thứ cho bản thân mình. Khi bạn tha thứ, bạn tự cởi trói tâm hồn mình khỏi những gông cùng xiềng xích của sự thù hằn, khổ đau và cảm giác tội lỗi. Từ đó, giúp giải phóng tần số rung động của chính mình. 3. Chuyển đổi nghiệp. Thông qua sự tha thứ, nghiệp được lưu trữ trong bộ nhớ Akashic của một cá nhân có thể được điều chỉnh và biến đổi, tạo động lực cho quá trình phát triển tâm linh và trải nghiệm cuộc sống của một cá nhân. Luật tha thứ được xem là món quà thứ tư mà vũ trụ dành tặng cho những người biết sống với lòng vị tha, khoan dung và độ lượng. Quy luật số 44, luật cân bằng luật cân bằng là một quy luật căn cốt của vũ trụ nó đảm bảo sự vận hành tồn tại và phát triển của vạn vật trong vũ trụ vì vậy nếu có bất kỳ yếu tố nào làm ảnh hưởng đến sự cân bằng này đều sẽ bị chuyển hóa tại sao không phải là loại bỏ mà chỉ là chuyển hóa vì theo luật trung động năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi nó chỉ truyền từ vật thể này sang vật thể khác chuyển hóa từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác khi đối chiếu với luật vật cực tức phản chúng ta sẽ nhận thấy rằng những gì đi đến điểm giới hạn của nó sẽ bị phản đảo lại bởi vì bên trong một sự hài hòa nếu tồn tại một yếu tố quá thịnh hoặc quá suy quá mạnh hoặc quá yếu quá nhiều hoặc quá ít sẽ gây ra tình trạng mức cân bằng của một tổng thể thì khi đó luật vật cực tức phản sẽ được kích hoạt để làm cho một yếu tố quá nhiều trở nên ít lại yếu tố quá yếu trở nên mạnh hơn từ đó lấy lại sự cân bằng cho tổng thể khi chúng ta nhìn nhận lại các sự kiện vĩ mô thông qua lăng kính của lực cân bằng các bạn sẽ thấy rằng, các sự kiện như chiến tranh, đại dịch hay các thảm họa của tự nhiên cũng chỉ là biểu hiện của sự tự cân bằng của vũ trụ. Khi kết hợp giữa luật cân bằng và luật tam nguyên, chúng ta sẽ có những phương trình vô cùng hữu ích cho cuộc sống như đối với sự phát triển của một cá nhân cần đảm bảo sự cân bằng của thân, tâm và trí. Đối với việc ra quyết định cần có sự cân bằng giữa lý trí, cảm xúc và trực giác. Đối với việc nâng cao kỹ năng chuyên môn cần có sự cân bằng giữa kỹ năng cứng năng mềm và sự sáng tạo Đối với việc duy trì sức khỏe cần có sự cân bằng giữa dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ Đối với việc duy trì một mối quan hệ cần có sự cân bằng giữa sự tin tưởng gắn bó lẫn nhau và tự do cá nhân Đối với việc cải thiện tình trạng tài chính cần có sự cân bằng giữa việc kiếm tiền, đầu tư và tiết kiệm Và đó là một số khía cảnh chính của luật cân bằng Quy luật số 45 Luật nhịp điệu luật nhịp điệu cho rằng mọi thứ trong vũ trụ đều đang rung động và di chuyển theo những nhịp điệu nhất định và có sự hòa hợp với dòng chảy của tự nhiên. Nhịp điệu này có thể quan sát được thông qua các chu kỳ của tự nhiên hoặc sự lặp đi lặp lại của các hiện tượng trong cuộc sống. Ví dụ như chu kỳ bốn mùa của tự nhiên, chu kỳ ngày và đêm, chu kỳ lên xuống của thủy triều, chu kỳ kinh tế, chu kỳ tâm lý và cảm xúc của một người, chu kỳ giấc ngủ, chu kỳ sinh học của phụ nữ và nam giới, vân vân dưới đây là một số khía cạnh chính của luật nhịp điệu một dự đoán sự thay đổi luật nhịp điệu ngụ ý rằng việc hiểu về những thay đổi mang tính chu kỳ có thể giúp dự đoán và chuẩn bị cho các giai đoạn trong tương lai hai dòng chảy của năng lượng theo luật nhịp điệu năng lượng trong vũ trụ chảy theo một nhịp điệu nhất định điều này tương tự như ý tưởng về sự lên xuống của thủy triều nơi mà năng lượng hoặc tình huống trong cuộc sống có thể tăng hoặc giảm đạt đỉnh hoặc giảm đáy từ đó, giúp ta xác định được hướng của dòng chảy, đưa ra những quyết định phù hợp và có những hành động thuận theo dòng chảy này. 3. Luật chấp nhận. Hiểu về luật nhịp điệu sẽ giúp một cá nhân cảm thấy dễ dàng hơn trong việc chấp nhận rằng có một số tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát vì nó đang chịu sự chi phối và ảnh hưởng bởi những chu kỳ lớn hơn. quy luật số 46, luật phân cực. Luật phân cực hay còn gọi là luật âm dương, nói rằng mọi thứ trong vũ trụ đều có một mặt đối lập, tạo thành hai cực trong cùng một thực thể. Ví dụ như sự tồn tại của tính nam và tính nữ trong cùng một người, sự tồn tại của ngày và đêm trong vũ trụ, nóng và lạnh trong khí hậu, vui và buồn trong cảm xúc, thiện và ác trong một nhân cách, tốt và xấu trong một xã hội. Trong thực tế, để có thể tạo ra được dòng điện cần có sự kết nối giữa cực âm và cực dương trong một chiếc máy phát điện sự tương tác giữa âm và dương trong trường hợp này không chỉ đơn giản là sự đối lập mà còn là sự bổ sung lẫn nhau tạo nên sự cân bằng và hoạt động của hệ thống điện một ví dụ khác là về sự đối lập của hai bàn đạp trên cùng một chiếc xe đạp cũng cho thấy tác dụng của sự phân cực trong việc duy trì cân bằng và giúp xe đạp tiến về phía trước tương tự như việc tạo ra dòng điện và duy trì sự cân bằng của chiếc xe đạp luật phân cực đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo nên sự cân bằng và đảm bảo cho quá trình vận hành của vũ trụ và sau đây là một số khía cạnh chính của luật phân cực một bài tập nghiệp luật phân cực đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên các bài tập nghiệp một bài tập nghiệp thường được tạo ra từ những tình huống ngược lại so với bài học mà bạn cần phải rút ra trong kiếp sống này một người tiêu xài phung phí thường được tái sinh vào một gia đình nghèo khó để rút ra bài học về sự tiết kiệm một người nam xem thường phụ nữ thường được tái sinh vào thân xác của một bé gái để trải nghiệm và hiểu rõ hơn về cuộc sống cũng như những thách thức mà một người phụ nữ phải đối mặt hai cái nhìn khách quan luật phân cực gợi ý rằng mọi hiện tượng sự việc trong cuộc sống không có gì là tốt hoàn toàn cũng không có gì là xấu hoàn toàn trong mọi rủi ro đều ẩn chứa cơ hội trong mọi cơ hội đều tiềm ẩn rủi ro ba bản chất động của thực tại Luật phân cực cho thấy rằng thực tại không phải là tĩnh mà là động, liên tục di chuyển giữa các cực và các trạng thái khác nhau. Điều này mở ra tiền đề cho luật vô thường mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở cuối video này. Quy luật số 47, luật tập trung. Luật tập trung nói rằng những gì bạn tập trung vào sẽ được mở rộng ra. Bằng việc tập trung tâm trí và năng lượng vào một suy nghĩ, ý định hoặc một mục tiêu cụ thể một cá nhân có thể tăng cường khả năng hiện thực hóa mục tiêu của họ. Và dưới đây là một số khía cạnh chính của luật tập trung. một Luật cam kết Luật cam kết nói rằng sự cam kết sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu đi sự tập trung. Khi bạn tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào một mục tiêu cụ thể, nghĩa là bạn đang chứng minh cho vũ trụ thấy rằng bạn thật sự cam kết với mục tiêu của bạn. Và khi đó, luật cam kết mới thật sự được kích hoạt và thúc đẩy quá trình hiện thực hóa diễn ra. 2 kích hoạt lưới lọc thần kinh RAS. Trong video hướng dẫn về cách vận dụng sức mạnh tiềm thức, văn đã có giới thiệu về cách kích hoạt hệ thống lưới lọc thần kinh RAS. Trong đó, sự tập trung là một trong những yếu tố giúp kích hoạt lưới lọc này. Khi lưới lọc thần kinh RAS được kích hoạt, hệ thống thần kinh sẽ chỉ lọc ra những cơ hội có liên quan đến mục tiêu của bạn. Từ đó, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy được những cơ hội hơn và cũng như không bị bỏ lỡ khi cơ hội đến với bạn. 3. Tốc độ hiện thực hóa Luật tập trung được coi là một yếu tố then chốt trong quá trình hiện thực hóa. Trong thực tế, nếu bạn tập trung năng lượng để hoàn thành một việc, thì sẽ nhanh chóng hơn so với việc bạn phân tán năng lượng để hoàn thành hai ba việc cùng một lúc. Chưa kể, có những việc chỉ có thể hoàn thành trong một chu kỳ nhất định. Nếu bỏ lỡ, bạn sẽ phải chờ rất lâu. Đó là lý do vì sao khi thực hành luật hấp dẫn, Văn luôn khuyên các bạn là mỗi khi thực hành chỉ nên tập trung vào một mục tiêu mà thôi. Quy luật số 48 luật trung dung khi kết hợp nội dung giữa luật cân bằng và luật vật cực tất phản chúng ta sẽ có một quy luật mới gọi là luật của sự trung dung luật trung dung nói rằng con người sống ở đời làm việc gì cũng nên giữ ở mức trung hòa không thái quá đảm bảo mọi khía cạnh trong cuộc sống luôn được giữ ở mức cân bằng hài hòa chừng mực và tiết độ việc tuân thủ theo luật trung dung cũng giống như cách điều khiển một chiếc xe đạp nếu đạp quá nhanh sẽ dễ mất kiểm soát và gây tai nạn nếu đạp quá chậm sẽ dễ mất thăng bằng và gây té ngã. Trung dung chính là cách kiểm soát tốc độ ở mức vừa phải, vừa giữ được sự an toàn và vừa đủ nhanh để có thể về đích. Một đời sống trung dung là một đời sống có sự cân bằng giữa những khía cạnh như công việc, tài chính, sức khỏe, tinh thần và mối quan hệ, và bên trong mỗi khía cạnh lại có sự cân bằng nội tại của chính khía cạnh đó. Ví dụ như trong công việc, không quá lao lực cũng không quá lười biếng. Về tài chính, không tiêu xài hoang phí cũng không quá keo kiệt. Về sức khỏe, phải biết duy trì một lối sống lành mạnh, nhưng cũng không quá hà khắc và cực đoan trong việc ăn uống, luyện tập và nghỉ ngơi. Về mặt tinh thần, không quá căng thẳng, áp lực cũng như không quá vô tư, vô lo thờ ơ với mọi thứ. Trong mối quan hệ, trung dung nghĩa là hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau, không ích kỷ, nhưng cũng không hy sinh quá mức cho người khác. Quy luật số 49, luật nhân quả. Luật nhân quả là một trong những quy luật căn cốt của vũ trụ. Nó hoạt động để đảm bảo sự cân bằng hài hòa, giữ gìn trật tự tự nhiên và tạo nên sự ổn định trong nhịp điệu của vũ trụ. Luật nhân quả chính là nguồn gốc tạo nên phương trình nghiệp báo của một linh hồn và được lưu trữ trong bộ nhớ Akashic. Vì hầu hết tất cả những quy luật đều hoạt động dựa trên thông tin từ bộ nhớ Akashic, nên luật nhân quả có sự ảnh hưởng và chi phối đến hầu hết tất cả những quy luật khác. Luật nhân quả khẳng định rằng mọi hành động, lời nói và suy nghĩ đều mang hậu quả tương ứng cho người thực hiện nó. Kể cả tiêu cực lẫn tích cực, không xảy ra trong kiếp sống này sẽ xảy ra trong kiếp sống khác. Không được trả từ người này thì sẽ được trả từ người khác. Và sau đây là một số khía cạnh chính của luật nhân quả. một Nguyên nhân và hậu quả Mọi sự kiện đều có nguyên nhân và mọi nguyên nhân đều tạo ra hậu quả. Không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên hoặc không có lý do. 2 giá trị đạo đức. Luật nhân quả cũng liên quan đến giá trị đạo đức, nghĩa là hành động tốt sẽ dẫn đến những kết quả tốt và hành động xấu sẽ dẫn đến kết quả xấu. 3. Khái niệm về nghiệp báo. Nghiệp báo chính là biểu hiện của luật nhân quả, nơi mà mỗi hành động được tích lũy và tạo thành số phận của một cá nhân trong kiếp sống này và những kiếp sống sau. 4. Phát triển cá nhân. Luật nhân quả khuyến khích mọi người sống có ý thức, hành động có trách nhiệm và tự cải thiện bản thân, vì biết rằng mọi hành động của hiện tại đều sẽ nhận lại những kết quả trong tương lai. Quy luật số 50, luật vô thường. Luật vô thường nói rằng mọi thứ trong thế giới vật chất đều là nhất thời và luôn thay đổi, từ thân xác, tâm trí cho đến môi trường xung quanh. Sau đây là ba khía cạnh chính của luật vô thường. Một, thân vô thường. Cái thân của chúng ta không phải là thứ vĩnh cửu. Từ khi sinh ra, lớn lên và già dạ đi, nó liên tục thay đổi và cuối cùng phải đối mặt với cái chết. Sự thay đổi của thân xác này chính là minh chứng cho sự vô thường. 2. Tâm vô thường Tâm trí con người cũng thay đổi không ngừng, từ niềm vui sang nỗi buồn, từ hứng thú sang chán trường. Những cảm xúc và suy nghĩ này không bao giờ đứng yên, chúng luôn biến đổi. 3. Hoàn cảnh vô thường Môi trường và hoàn cảnh xung quanh chúng ta cũng không ngừng biến đổi. Từ sự giàu sang đến nghèo hèn, từ quyền lực đến suy tàn, mọi sự thay đổi xung quanh ta chính là minh chứng cho sự vô thường. Nhận thức về sự vô thường giúp con người có cái nhìn bình thản hơn trước những thay đổi và chuyển biến của cuộc đời, giảm bớt đau khổ và nỗi ám ảnh với sự mất mát. Thấu hiểu vô thường, chúng ta học được cách sống trong từng khoảnh khắc, trân trọng mỗi giây phút của cuộc đời, phát triển tâm linh và bình an nội tại. Và luật vô thường cũng là quy luật cuối cùng, kết thúc cho chuỗi 50 quy luật của vũ trụ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video đến đây và hy vọng các bạn nhận được nhiều giá trị sau khi xem xong video này. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, hữu ích thì hãy cho video này một like và comment một điều gì đó để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.